chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Ông nữ y phi phú giáp thiên hạ, tập 18, chương 421 đều là một đám phế vật. Sau khi nhìn rõ người tới, Nam Cung Túc ảnh nhẹ giọng kêu, sư phụ, sư nương. Giang Thiên Ngữ cũng ngạc nhiên kêu, sư phụ, sư nương. Lịch Thanh Ngân gật gật đầu, cái này ảnh ma thú sẽ trong cơ thể có phục sinh lực lượng, giết không chết. Cho nên mới sẽ bị trấn áp tại vạn tiễn thần mộ bên trong, kia độc đâu. Độc cũng độc không chết sao. Giang Thiên Ngữ có chút không cam tâm, Lịch Thanh Ngân chỉ chỉ kia mắt vẫn mở ảnh ma thú, nhìn, còn chưa có chết, đoán chừng, độc dược đối bọn chúng đến nói, liền cùng phổ thông gây tê thuốc không sai biệt lắm, dược hiệu thoáng qua một cái, liền đối bọn chúng vô dụng, chúng ta vừa lúc đi vào, cũng gặp phải cái này ảnh ma thú, tại phía trước ba dặm địa ngoại, còn có một con phá vỡ phong ấn phòng ảnh ma thú, vậy làm sao bây giờ? Thật chặt bất tử sao? Giang thiên ngữ bỗng nhiên nhìn về phía một bên giả dạ kiếm, kiếm cho ta, vương phi, ngươi muốn làm gì, ta tới. Giang thiên Ngữ cắn răng nói, "Quái vật này bốn con mắt đều tại trừng mắt ta, giống như một con muốn nhớ kỹ ta bộ dáng, muốn báo thù." Chặt bất tử bọn chúng, vậy liền đào ánh mắt của bọn nó, biến thành mù lòa, thấy bọn nó làm sao công kích người. Dạ Kiếm khẽ giật mình, lập tức gật đầu, "Ta tới." Dứt lời, Dạ Kiếm lập tức dẫn theo kiếm hướng quái vật con mắt đâm tới, Dạ Kiếm kiếm rất nhanh, mà quái vật lúc này cũng là thật bị Giang thiên Ngữ độc châm ảnh hưởng đến toàn thân ở vào bất lực phản kháng trạng thái cho nên tất cả mọi người tận mắt nhìn đến quái vật bốn con mắt bị dạ kiếm đào lên quái vật này con mắt có thể hay không trọng dài a à? có người nhỏ giọng mà nói nói giang thiên ngữ cũng không xác định nhưng vì bảo hiểm một điểm nàng dứt khoát lại bay vụt ra mấy chục miếng ngân châm phong ấn quái vật mắt xung quanh một chút mạch máu cùng huyệt vị ngay tại mọi người quyết định rời khỏi nơi này trước thời điểm phía sau bỗng nhiên lại bay tới mười mấy thân ảnh thấy rõ người về sau, bốn phía bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, mười mấy người này lấy cổ ưng quốc thái tử cầm đầu, người tới còn có hắn vương phi phong nhuế, phong nhuế khi nhìn đến trên đất ảnh ma thú lúc con mắt đột nhiên sáng, nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói, ta nhìn các ngươi cầm cái này ảnh ma thú cũng không có cách nào, thi thể của nó có thể cho chúng ta sao, giang thiên ngữ khẽ nhíu mày, quái vật này rõ ràng còn sống, bọn hắn nhất định là thi thể rồi. Nam Cung Cẩn Thiên cũng là nhíu mày, nhưng hắn vẫn là nói, các ngươi có biện pháp đưa nó biến thành thi thể, vậy thì đưa cho các ngươi, cái này dễ dàng. Trước nói với các ngươi tốt nha, thi thể về chúng ta, một hồi các ngươi không nên hối hận, phong nhuế rất là hưng phấn, nói vừa xong, lập tức từ mình tùy thân mang theo trong bao quần áo lấy ra một cái vẻ đầy đồ văn hình trụ tròn vật phẩm, giang thiên ngữ hơi sững sờ, nàng làm sao cảm giác thứ này có chút giống loại cực lớn ống kim, đang nghĩ ngợi, Phong Nhuế đã ôm lấy vật kia đi gần đất ảnh ma thú, bỗng nhiên hướng quái vật phần cổ đâm xuống, bắt đầu rút ra quái vật máu, theo lượng lớn huyết dịch xói mòn, quái vật kia thân thể thế mà bắt đầu xẹp, liền ở những người khác khiếp sợ thời điểm, quái vật kia cái đuôi bỗng nhiên nhất một chút, Giang Thiên Ngữ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian nhắc nhở, mau tránh ra, quái vật này máu bên trong có độc, người rút ra nó máu, ngược lại là cứu nó, tiếng nói của nàng vừa dứt vừa mới còn mặt người chém giết ảnh ma thú bỗng nhiên há miệng ra, hướng phía bốn phía phun ra tanh hôi chất lỏng màu đen. Phong nhuế cách gần đây, nằm ở trong bị chạy bên trong, trong lúc nhất thời trên mặt đất lăn lộn, chẳng qua phong nhuế cũng là ngoan nhân, lăn trên mặt đất một vòng về sau, lập tức kéo mình dính chất lỏng màu đen áo ngoài. Cổ ưng quốc thái tử thì mang theo người nhanh chóng công kích ảnh ma thú, một trận chiến đấu lần nữa mở ra, chỉ có điều, lần này bởi vì ảnh ma thú con mắt là mù, nó dựa vào đều là mang lực, nam cung túc ảnh thì nhanh chóng đem thiên tiểu ngữ ôn cách tại chỗ giết không chết quái vật kia hắn cũng không có ý định lại động thủ có lẽ có thế phong ấn tại cái này vạn tiễn thần trong mộ ma vật chính là bởi vì không có cách nào tùy tiện đối phó mới không thể không phong ấn tại đây đều không có nhược điểm sao Giang thiên ngữ kỳ thật có chút không cam tâm bọn hắn nhiều như vậy người đều không đánh chết một con bị trói buộc tay chân ảnh ma thú là bọn hắn quá yếu vẫn là kia ảnh ma thú thật giết không được, nếu như bọn hắn tại cổ hoang bí cảnh cũng gặp phải vật như vậy nhưng làm sao bây giờ, nhược điểm hẳn là có, chỉ chẳng qua chúng ta không biết. Xem trước một chút cổ ưng quốc người có biện pháp hay không đi. Nam ảnh ca ca, ngươi nói, cái này vạn tiễn thần trong mộ có phải là còn có rất nhiều dạng này phong ấn phòng? Nam cung Túc ảnh gật gật đầu, đúng, có rất nhiều, có một ít đã sớm phá, có một ít bảo tồn tương đối hoàn hảo. Trước đó chúng ta cũng không biết những cái này phong ấn trong phòng kỳ thật phong ấn tà ma chi vật, chỉ cho là là cùng vạn tiễn thần trong mộ bộ phong ấn trận pháp có quan hệ, cho nên cho tới nay cũng không có người sẽ chủ động đánh vỡ những cái này phong bế phòng, tiểu cửu, chúng ta muốn hay không đi trước? Nam cung Cẩn Thiên bỗng nhiên thối lui đến bọn hắn bên này, đưa ra muốn đi trước, chúng ta. Nam cung Túc ảnh lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe được kia ảnh ma thú cùng rống lên dãy dụa xích sắt ầm ầm nổ vang. Bỗng nhiên, lộc bột một thanh âm vang lên, một sợi dây xích đoạn mất, ảnh ma thú thiếu một đạo xích sắt trói buộc, thạch thạch quái kêu lên, thạch thạch. Nhỏ con rệp nhóm, đến nha, hướng trên người ta chặt, cổ ưng quốc người giờ phút này tự như là nhận một loại nào đó khống chế, bắt đầu sách đao hướng ảnh ma thú tay chân chỗ chặt, giang thiên ngữ giật nảy cả mình, quái vật kia tự như là muốn để người chặt đứt tay chân của nó, giúp nó thoát ly phong ấn, sau đó lại sống lại tứ chi. Nàng ý thức được điểm này lúc, Nam Cung Túc Ảnh cũng đồng thời nghĩ đến, ngay tại hắn muốn đi ngăn cản cổ ưng quốc người lúc, lịch thanh ngân ngăn ở trước mặt bọn họ, ảnh ma thú dễ dàng như vậy chém chết, liền sẽ không phong ấn tại nơi này. Để bọn hắn chặt, Giang Thiên Ngữ lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng vừa nhìn thấy cổ ưng quốc người đau chặt đứt cũng không có chặt ra ảnh ma thú giáp da, nàng cũng không có lên tiếng, cái này, ảnh ma thú chính mình cũng gấp, đều là một đám phế vật, ta không động để các ngươi chặt đều chặt không ra. Phía ngoài nhỏ con rệp, cùng tiến lên A, chờ ta phá phong ấn, tha các ngươi bất tử, lúc trước thù cũng không cùng các ngươi được rồi, làm sao bây giờ, không phá nổi da ngoài của nó giáp phong ấn. Phong nhuế lúc này cũng là thật cấp, nàng muốn cái này ảnh ma thú da, bởi vì theo cổ ưng quốc cổ tịch ghi chép, da ngoài của nó có thế luyện chế ra tuyệt thế thần binh, nàng nhất định phải đem cái này ảnh ma thú da cho đào nghĩ đến đây, nàng lại đổi một cây đao, bắt đầu cùng chặt ảnh ma thú, chỉ là, nàng chém vào tay đều chua, mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, cũng chỉ chặt ra một đầu máu khâu, cũng là tại lúc này, hệ thống đột nhiên nhắc nhở gian thiên ngữ, nàng thu hoạch được một ngàn điểm tích lũy, điểm tích lũy nơi phát ra là cổ ưng quốc thái tử phi, bởi vì nàng thể lực hao hết, mệt mỏi, nhìn đến đây, gian thiên ngữ là mộng, có phải là nàng trong tầm mắt phạm vi bên trong người mệt mỏi? đều coi như nàng điểm tích lũy đâu. Chương 422, một lần tính bảo mệnh chi vật, nếu như là dạng này, khi nàng phải thật tốt lợi dụng một chút điểm này mới được. Đang lúc nàng nghĩ đến, muốn thế nào để cổ ưng quốc người mệt mỏi hơn, giúp mình kiếm điểm tích lũy thời điểm, lòng bàn tay của nàng bỗng nhiên bị cái gì bỏng một chút, đợi nàng giang hai tay, lại kinh ngạc phát hiện, trong tay của nàng thế mà không căn cứ thêm ra một viên sương mù màu trắng con dấu, thế nhưng là, thứ này là đánh nơi nào đến nàng cúi đầu đánh giá trong tay con dấu, khi nhìn rõ cái này con dấu phía dưới kiểu chữ thế mà là cái mệt mỏi chữ lúc, nàng cả người đều sửng sốt, mệt mỏi, nam cung túc ảnh nghe được thiên tiểu ngữ thanh âm, thuận tay đưa nàng ôm vào trong ngực, là mệt mỏi sao, giang thiên ngữ lại là khẽ giật mình, hắn không nhìn thấy trong tay nàng con dấu sao, nam ảnh ca ca, ta, nàng lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe được rắc rắc một tiếng vang thật lớn, ảnh ma thú trên thân lại một cây xích sắc đoạn mất mà căn này xích sắc thế mà là bị thiên tuyết quốc thái tử chém đứt vừa chặt đoạn xích sắc về sau chính hắn đều là mộng hắn chính là vừa mới trên mặt đất tùy tiện nhặt một cái phá kiếm mà thôi làm sao liền lợi hại như vậy đều có thể chặt đứt quái vật trên người xích sắc đến là ảnh ma thú đột nhiên ha ha phá lên cười nơi này thế mà còn có tuyết thiên thánh hậu nhân ha ha quá tốt nói ảnh ma thú đã một móng vuốt hướng thiên tuyết quốc thái tử đập đi qua thiên tuyết quốc thái tử nghĩ tránh ra nhưng tốc độ của hắn nơi nào so ra mà vượt ảnh ma thú, một nháy mắt liền bị ảnh ma thú vỗ trúng, điên cùng hộc máu, những người khác muốn cứu người cũng không thể pháp, trong lúc nhất thời tất cả đều bắt đầu rút lui, nhưng cũng là tại lúc này, càng làm cho người ta hoảng sợ sự tình phát sinh, thiên tuyết quốc thái tử máu phun ra trên mặt đất ảnh ma thú trên người xích sắc lúc, xích sắc kia thế mà đang tan rã, chỉ chốc lát sau, trên người nó xích sắc liền lại đoạn mất một cây, không tốt, được cứu hắn. Lịch Thanh Ngân nhíu mày lúc, đã rút kiếm hướng đất. Ảnh ma thú vọt tới, thiên tiểu ngữ, lui ra phía sau. Nam Cung Túc ảnh phân phó một câu, cũng cấp tốc hướng đất. Ảnh ma thú công kích mà đi, Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng là nghĩ tiến lên hỗ trợ, nhưng nàng đang muốn cất bước lúc, nàng phát hiện trong tay mình con dấu lại tại lặng lẽ biến lớn, mà lại càng ngày càng bỏng, kiên trì vài giây đồng hồ, tại phát hiện con dấu bỏng đến trong cơ thể nàng hỏa khí thẳng tắp dâng lên lúc, nàng bỗng nhiên đem con dấu hướng phía kia ảnh ma thú ném ra ngoài, quanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, nho nhỏ con dấu giống như đánh vỡ không trung một loại nào đó giới hạn, gây nên giữa thiên địa chấn động, không đợi Giang Thiên Ngữ hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nàng đã nhìn thấy kia con dấu thẳng tắp khắc ở ảnh ma thú cái đuôi bên trên, sau đó, con dấu hóa thành sương mù màu trắng tia sáng biến mất, sau một khắc, Giang Thiên Ngữ phát hiện con dấu ngoài ý muốn lại trở lại trong tay mình mà kia ảnh ma thú cái đuôi lần trước khắc nhiều một cái chiếu lấp lánh mệt mỏi chữ, càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, cái này mệt mỏi chữ khắc ở ảnh ma thú cái đuôi bên trên về sau, ảnh ma thú đột nhiên liền bất động, trên thân bạo động khí tức giống như là bị phong ấn, cũng là tại lúc này, Giang Thiên Ngữ trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, vạn ngôn ấn phù phong ấn thất đẳng ảnh ma thú một con, thu hoạch điểm tích lũy số, một nghìn, nghe được cái này, Giang Thiên Ngữ cả người đều kích động nguyên lai phong ấn ma thú cũng có thể kiếm điểm tích lũy, nguyên lai cái kia con dấu là trước kia tại hệ thống bên trên mua vạn ngôn phù thư, đợi nàng lần nữa nhìn về phía kia ảnh ma thú lúc, nàng phát hiện tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn nàng, lại tất cả đều là một mặt tìm tòi nghiên cứu chi sắc, một hồi lâu về sau, vẫn là cổ ưng quốc thái tử phi phong nhuế lên tiếng trước nhất, túc vương phi nguyên lai còn có bảo vật như vậy, làm sao không đồng nhất sớm lấy ra dùng nàng vừa mới đều cho là mình muốn chết trên mặt đất ảnh ma thú móng vuốt hạ, không nghĩ tới còn có người có thế dễ dàng chế địch, chỉ là, nàng vừa không thấy rõ, cái này túc vương phi đến cùng là làm sao làm được, giang thiên ngữ đương nhiên không có khả năng cùng nàng giải thích, thản nhiên nói, một lần tính bảo mệnh chi vật, giá quá lớn, nàng ý tứ rất rõ ràng, nàng lần này là lỗ lớn, tạ, tạ ơn. Thiên tuyết quốc thái tử lần này là thật trở về từ cõi chết, hắn một bên ho khan máu, nhưng là còn không có quên cùng túc vương phi nói lời cảm tạ nam cung túc ảnh nhìn thoáng qua đột nhiên bị phong ấn ảnh ma thú sau đó lẳng lặng đi về thiên tiểu ngữ bên người hắn vừa mới liền thấy thiên tiểu ngữ ném cái thứ gì nhưng cụ thể là cái gì hắn kỳ thật cũng không có thấy rõ đương nhiên hắn cũng không có vào lúc này hỏi nàng lịch thanh ngân có chút không yên lòng cho nên cố ý đi xem xét nhìn một chút kia ảnh ma thú tại phát hiện ảnh ma thú không chỉ là bị phong ấn mà lại lực lượng toàn thân đều bị rút lấy lúc nội tâm của hắn là khiếp sợ có điều hắn cũng cũng không nói gì đi trở về mình phu nhân bên người thừa dịp cái này ảnh ma thú bị phong ấn mọi người đi nhanh đi nam cung cẩn thiên thực sự là không nghĩ ở nơi này đợi tiếp nữa bọn hắn nhiều như vậy người liền một đầu ma thú đều đấu không lại mà lại hiển có chút lớn nửa người đều tử thương ở đây đi thôi đông nguyên thái tử cũng nhẹ gật đầu hắn cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này, không giết chết nó, vậy nó có thể hay không lần nữa bỏ trốn. Thiên tuyết quốc thái tử có chút sợ hãi, cái này ảnh ma thú trên người xích sắc liền thừa một cây, như thật lại chạy ra ngoài, vậy nhưng như thế nào cho phải, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy mệnh vừa vặn để người cứu. Giang thiên ngữ lúc này nghi kỳ thật cũng là có chút bận tâm, mặc dù hệ thống cũng nói cái này ảnh ma thú bị nàng phong ấn, thế nhưng là, phong ấn vẫn còn sống nha muốn thật lại bài trừ phong ấn nhưng như thế nào cho phải, nghĩ tới đây, nàng đối nhà mình phu quân nói ra, nam ảnh ca ca, ngươi nói, thứ này giết không chết, có thể hay không thiêu chết. Cái này bất tử, luôn cảm giác có chút bất an, nam cung túc ảnh vốn là muốn nói cho thiên tiểu ngữ, kia ma thú coi như giải phong, khả năng cũng không có cái gì lực lượng, nhưng hắn vừa há miệng, mình sư phụ lại là đối hắn ho khan một tiếng, tiểu ảnh, ngươi đi. Lột kia ảnh ma thú gia không có lực lượng chèo chống ảnh ma thú, da lông huyết nhục đều không có hấp thụ lực, kỳ thật rất tốt bóc ra. Phong nhuế nghe xong bọn hắn muốn đi bóc ra ảnh ma thú da, vội vàng nói, các ngươi phía trước nói muốn đem ảnh ma thú giáp da nhường cho bọn ta. Nam Cung Cẩn Thiên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi vừa mới không chỉ có không có đem cái này ảnh ma thú biến thành thi thể, còn kém chút để tất cả chúng ta lâm vào tuyệt cảnh, ngươi bây giờ còn muốn chỗ tốt, tiểu cửu, đừng để ý đến bọn hắn có thế mang đi cái này giáp da liền chính chúng ta mang đi nam cung túc ảnh nhìn hắn một cái sau đó nhấc xuống tay kêu lên hắn người đem bị phong ấn ở tại chỗ không thể động đậy ảnh ma thú hất tung ở mặt đất bắt đầu bóc ra nó kia đau thương bất nhập da lông khoan hãy nói cái này bị phong ấn sau ảnh ma thú chính là không giống dạ kiếm đâu vù vù mấy lần liền đem da lông cạo trừ một mảng lớn mà dạ ẩn kiếm lúc này còn tại giống miễn không được đau cắt thịt dạ ẩn nhìn chầm chầm dạ kiếm nhìn một lúc lâu mới nói, kiếm của ngươi tốt như vậy dùng, dạ kiếm tuét miệng nở nụ cười, đương nhiên được dùng, đây chính là Vương Phi đưa cho ta. Chương 423, Túc Vương Phi, chúng ta kết minh thế nào, dạ ẩn trầm mặt, dạ kiếm gia hỏa này cười đến thật vô sĩ. Cổ ưng quốc người nhìn túc vương người bóc ra thức dậy ảnh ma thú gia dễ dàng như vậy, trong lòng là gấp đến độ không được, cũng hâm mộ không được, chờ bọn hắn hoàn chỉnh đem ảnh ma thú gia lông cắt bỏ, ảnh ma thú huyết nhục cứ như vậy khô héo, nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi, chủ tử, bộ này ảnh gia lông ma thú còn cần nên xử lý như thế nào sao? Dạ kiếm cao giọng hỏi, nam cung túc ảnh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía cẩm vương, cái này liền giao cho ngũ hoàng huynh đi, người môn hạ có người am hiểu luyện khí, chế tạo một hai chui hảo kiếm hẳn là có thể, cẩm vương khẽ giật mình, thật muốn cho ta sao? Nam cung túc ảnh thản nhiên nói, ta bên này muốn một thanh kiếm, dài ngắn không quan trọng, muốn sắc bén dùng tốt, tốt, không có vấn đề. Cẩm vương không nói gì, lập tức phân phó phía bên mình người đem bộ này hoàn chỉnh ảnh da lông ma thú cho dẫn đi, về sau, tất cả mọi người rời đi, bắt đầu mặt khác tìm kiếm địa phương kiến an toàn phòng, lần này, đông nguyên thái tử thời khắc vây quanh ở túc vương cùng túc vương phi bên người, trái hỏi một câu, phải hỏi một câu, túc vương phi, người nói, an toàn của chúng ta phòng muốn xây ở nơi nào tương đối tốt đều nói trực giác của nữ nhân rất chuẩn, chúng ta về sau nghe ngươi nha. Túc Vương phi, chúng ta kết minh thế nào? Giang Thiên ngữ có chút không nói nhìn xem Đông Nguyên thái tử, ngươi muốn tìm người kết minh cũng không cần nói với ta a, à. ta cũng không phải Cẩm Thiên Vương, cũng không phải Cẩm Vương, càng không phải là Nhiếp Chính Vương, ngươi muốn kết minh không có khả năng chỉ cùng ta một người kết minh đi. Đông Nguyên thái tử nghe xong lại là tuyệt không buồn bực, hắn vừa cười vừa nói, các ngươi nam linh quốc bên này nhíp chính vương thân phận tôn quý nhất a à, nhưng nhà ngươi nhiếp chính vương nghe ngươi cho nên nói cho ngươi không phải càng tốt sao nam cung túc ảnh lạnh lùng quét đông nguyên thái tử một chút ngươi muốn kết minh cũng được cụ thể điều kiện ngươi một hồi cùng cẩn thiên vương cùng cẩm vương thật tốt tâm sự nên trả giá đồ vật đồng dạng cũng không có thể thiếu giang thiên ngữ nghe xong cũng lập tức gật đầu đúng kết minh phải có điều kiện giấy trắng mực đen muốn viết rõ ràng vạn nhất ngươi có chỗ tốt thời điểm nghỉ kết minh chờ chúng ta gặp được làm phiền các ngươi chạy so quỷ còn nhanh hơn, kia không may thế nhưng là chúng ta, cho nên, ngươi viết rõ ràng, nếu như ngươi làm trái trở lại điều kiện nên như thế nào, Cẩm Vương nghe được cái này, cười hỏi, ngươi cảm thấy bọn hắn Đông Nguyên Quốc làm trái trở lại minh ước nên như thế nào, Giang Thiên Ngữ có chút nhíu mày, ta nhìn trước đó các ngươi không phải thật thích cắt thành nhường đất sao, lần này cũng cái này lấy làm như vậy, dạng này một ước thúc, làm không tốt, chờ vạn tiễn thần mộ mở ra về sau, chúng ta có thể kiếm hạ thật nhiều tòa thành trì, so đánh giang sơn còn dễ dàng." Đông Nguyên Liệt lập tức mắt trợn tròn, hắn vạn lần không ngờ, Giang Thiên ngữ nha đầu này thế mà nghĩ là hắn Đông Nguyên Quốc thành trì lãnh thổ. Cẩm Vương cũng là sửng sốt một chút, có điều, rất nhanh hắn liền cười, "Từng ta thấy được." Đông Nguyên thái tử, nếu không chúng ta liền không suy xét, cứ như vậy định ra đi." Đông Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi nhưng đừng tưởng rằng ta là hạng người ham sống sợ chết." làm không tốt, chúng ta bên này gặp nguy hiểm, các ngươi mới là chạy nhanh nhất cái kia, vậy được không được liền một câu đi, đông nguyên liệt xoắn suýt một trận, sau đó lại như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua túc vương cùng túc vương phi, cuối cùng, hắn cắn răng nhẹ gật đầu, có thể. Nhưng ta cũng có một chút điều kiện, được. Điều kiện chúng ta từ từ nói. Nói, Cẩm Vương trực tiếp đem Đông Nguyên Thái tử cho lôi đi. Sau ba canh giờ, Đông Nguyên quốc, Thiên Tuyết quốc, Nam Linh Quốc, Cổ Ưng Quốc, đồng đều đem an toàn phòng thiết lập tại vạn tiễn thần mộ phía bắc một chỗ trên đất trống, trừ an toàn phòng, đất trống bốn phía còn dựng rất nhiều lều vải, bày lên an toàn trận pháp về sau, mọi người còn xây một cái phong bế phòng bếp. Giang Thiên Ngữ chỉ ở Nam Linh Quốc an toàn phòng đợi trong chốc lát, liền cùng Túc Vương cùng một chỗ, đi theo sư phụ cùng sư nương rời đi. Nguyên bản Giang Thiên Ngữ coi là sư phụ, sư nương để bọn hắn ra ngoài, là muốn hỏi nàng một số việc, nào biết bọn hắn đi theo phía sau bọn họ quấn một vòng lớn đường, lại là đi vào một mảnh bị ma khí bao phủ rừng trúc, đứng tại rừng trúc một bên, Nam Cung Túc ảnh nhẹ giọng giải thích nói, thiên tiểu ngữ, lại hướng phía trước địa phương, là mẹ ta trước kia sinh hoạt địa phương, Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, nguyên lai bọn hắn là muốn đi Nam ảnh ca ca mẫu phi trước kia sinh hoạt địa phương, tiểu ngữ nha đầu, chỗ kia có chút lạnh, ngươi lại nhiều xuyên bộ y phục. Phó Trầm Nhạn nói, không biết từ chỗ nào cho nàng lấy ra một kiện thật dày áo bông phủ thêm cho nàng. Tạ ơn sư nương. Chỗ kia lạnh như vậy sao? Phó Trầm nhạn gật gật đầu, đối. Bình thường không có điểm công phu người đi vào chỉ sợ không có tìm được địa phương liền sẽ bị đông cứng chết rồi. Giang Thiên Ngữ không có hỏi lại, mà là yên lặng đánh giá đến phía trước rừng trúc tới. Nam Cung Túc ảnh nắm chặt nàng tay, ôn nhu nói, trước kia mảnh này rừng trúc là không có ma khí vờn quanh, có chỉ là chứng khí rừng trúc qua đi mới sẽ cảm thấy lạnh. Ngươi lạnh, liền dùng sinh linh trận, từng. Giang thiên ngữ gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua rừng trúc, giang thiên ngữ trước mắt xuất hiện một mảnh băng hồ, mà băng hồ ở giữa bên trong một loạt bất quy tắc chân to ấn, những cái này giấu chân một mực lan tràn đến băng hồ phía trước, mắt thấy Túc Phương muốn dẫn lấy nàng kéo dài lấy những cái kia giấu chân đi đến băng hồ lúc, giang thiên ngữ lại phát hiện cước bộ của mình có chút bước bất động, không, hoặc là nói, Nàng là trong tiềm thức không muốn đến đi về trước, Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nghi hoặc một chút, làm sao không đi? Nơi này muốn tự mình đi, ta không thể ôm ngươi quá khứ, không phải cái này băng hồ sẽ vỡ ra. Giang Thiên Ngữ nghe được hắn nói như vậy, liền càng không nguyện ý đi lên phía trước, Nam Ảnh ca ca, còn có đường khác sao? Ta không muốn từ băng bên trên đi, làm sao rồi, làm sao rồi? Nam Cung Túc Ảnh cùng Phó Trầm Nhạn cơ hồ là đồng thời lên tiếng hỏi thăm. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, do dự một chút mới nói, ta có chút không tốt lắm cảm giác, liền cùng trước đó gặp được ảnh ma thú cũng không kém nhiều lắm, ta không muốn đến cái này băng hồ phía trên đi. Phó trầm nhạn khẽ nhíu mày, qua bên kia, chỉ có thể từ cái này băng hồ phía trên đi. Kỳ thật chỉ cần chúng ta đi nhanh một điểm, rất nhanh liền đến, cái này băng cũng rất rắn chắc, sẽ không chìm xuống dưới, ta nắm ngươi chậm rãi đi. Nam cung túc ảnh cầm thiên tiểu ngữ tay, chậm rãi đạp lên băng hồ, Giang Thiên ngữ thật nhiều không muốn đi, nhưng sư phụ, sư nương đều nhìn nàng, nam ảnh ca ca giống như lại rất chờ mong nàng đi theo cước bộ của hắn đi lên phía trước, nàng do dự một chút, vẫn là thăm dò tính đi lên phía trước một bước, nào biết, nàng bước thứ hai còn không có phóng ra, dưới chân băng liền tan ra, thân thể của nàng trực tiếp hướng xuống rơi, nam cung túc ảnh động tác xem như nhanh, nhưng hắn đem thiên tiểu ngữ ôm lúc, lại như cũ phát hiện thiên tiểu ngữ chân cùng váy áo ẩm ướt mà lại từng đoàn từng đoàn hắc khí tại trên chân nàng quanh quẩn. Giang thiên ngữ bỗng nhiên thống khổ đóng hạ con mắt, chịu đựng cảm giác muốn khóc, lui về băng hồ bên bờ. Thiên tiểu ngữ, ngươi, nam cung túc ảnh lời còn chưa nói hết, lại bị thiên tiểu ngữ trên chân chảy xuống máu bị dọa cho phát sợ. Chương 424, Thụ Thương, chờ hắn sốc lên thiên tiểu ngữ váy áo vạt áo, phát hiện nàng chân đã hư thối không thành dạng lúc, hắn tự trách muốn chụp chết chính mình hắn vừa mới làm sao liền nhất định phải nàng đi băng hồ, nàng rõ ràng nói nàng cảm giác không thích hợp, nhưng hắn, lịch thanh ngân cùng phó trầm nhãn lúc này cũng là hù đến, vội lui trở về, tiểu ảnh, đem nàng váy cho xé. Phó trầm nhãn vừa nói, một bên lấy ra một bình dược thủy, bắt đầu cho tiểu ngữ nha đầu thanh tẩy, nam cung túc ảnh vội vàng đem thiên tiểu ngữ váy cho xé, trấn an xoa xoa đầu của nàng, đừng sợ, giang thiên ngữ chịu đựng đau. Mình xem xét nhìn một chút trên chân vết thương, tại phát hiện chân mình bên trên làn da đã hữu hóa biến chất, biến thành hữu độc lúc, nàng khẽ cắn môi, lấy ra mấy cây ngân châm, nhanh chóng phong ấn mình hai chân huyệt vị, thiên tiểu ngữ, thử xem phục dụng thủy liệu pháp đang có hữu dụng hay không. Nói, nam cung túc ảnh đã đổ ra hai hạt thủy liệu pháp đan, giang thiên ngữ nhìn thoáng qua, lại lắc đầu, không cần thủy liệu pháp đan. Đây là hữu độc, mà lại cái này hữu độc còn giống như mang những vật khác, suy nghĩ một chút, nàng dứt khoát kêu gọi Linh Y Quán, từ không gian tủ thuốc bên trong lấy ra một cái huyết thanh cỏ, nhanh chóng đề luyện ra nước, đem trên đùi xối một lần, sau đó lấy ra một cây chủy thủ, gọt đi trên đùi thịt thối. Nam cung túc ảnh nhìn xem thiên tiểu ngữ nhanh hung ác chuẩn thao tác, cả người đều là cứng đờ, hắn không dám động, sợ ảnh hưởng thiên tiểu ngữ, nhưng một phương diện khác, hắn lại mười phần tự trách cùng đau lòng. Lịch Thanh Ngân cùng Phó Trầm Nhạn hai người lúc này cũng là kinh sợ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, đi cái băng hồ mà thôi, mới đi một bước tiểu ngữ nha đầu liền sẽ phát sinh loại sự tình này. Cái này băng hồ, khoảng thời gian này bọn hắn đi không dưới mấy chục hồi, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này sự tình. Bọn hắn cũng không biết, cái này băng hồ dưới đáy nước lại có mạnh như thế ăn mòn lực lượng, gọt đi hai chân thịt thối, Giang Thiên Ngữ lúc này mới phát hiện sư phụ, sư nương, còn có nam ảnh ca ca ba người đều là một mặt tự trách cùng sợ hãi, nàng nói khẽ, ta phong trên chân huyệt vị, không thương, các ngươi đừng lo lắng. Nói, nàng rất lãng phí đổ ra nguyên một bình dưỡng thần đan, đem nó bóp nát thoa chân, phối hợp hai hạt tử linh sinh cơ đan, trước đó nhìn xem còn rất đáng sợ hai chân, lập tức như cây khô gặp mùa xuân, bắt đầu sinh trưởng bước phát triển mới huyết nhục tới. Hẹn A một thắt đồng hồ trái phải, Giang Thiên Ngữ chân lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, Nam Cung Túc ảnh đưa tay sờ sờ chân của nàng, sau đó đưa nàng bế lên, sư phụ, sư nương, ta liền không đi qua. Ngươi cùng ta phụ hoàng nói một tiếng. Ta mang Thiên tiểu ngữ về an toàn phòng bên kia." Nói xong, Nam cung Túc ảnh nhanh chóng ôm lấy Thiên tiểu ngữ rời đi. Lịch Thanh Ngân thở dài một hơi, đối bóng lưng của hắn phân phó một câu, chiếu cố tốt nàng. Phó trầm nhạn có chút đau đầu mà nhìn xem trước đó vỡ tan băng hồ, "Thanh Ngân, ngươi nói, nha đầu kia là chuyện gì xảy ra?" Lịch Thanh Ngân trầm mặt một hồi, sau đó thử thăm dò đi đến tiểu ngữ nha đầu vừa mới dẫm phá qua nhưng lúc này lại khôi phục bình thường băng hồ bước chân thế nhưng là hắn cho dù là một chân đứng thẳng bước chân lại vẫn không có chìm xuống ý tứ hắn thở dài một hơi trước đi qua cùng nam cung vân nói một tiếng có lẽ hắn biết là chuyện gì xảy ra an toàn trong phòng nam cung túc ảnh đem cẩm vương bọn người đuổi ra ngoài đem tốt nhất khu nghỉ ngơi để lại cho thiên tiểu ngữ chân còn đau không nam cung túc ảnh nhịn không được lần nữa xoa lên thiên tiểu ngữ chân giang thiên ngữ lắc đầu không thương chỉ là thoáng có chút nha nhưng rất nhanh liền tốt nam ảnh ca ca ngươi không muốn tự trách cái này với ngươi không quan hệ là ta không tốt nếu không phải ta kiên trì muốn đi ngươi cũng sẽ không thụ thương nam cung túc ảnh y nguyên rất tự trách hắn nói qua muốn bảo vệ nàng thế nhưng là hắn cũng không có làm được giang thiên ngữ đưa tay ôm lấy hắn vừa cười vừa nói có lẽ cái kia cũng không nhất định là chuyện xấu chí ít ta biết tòa kia băng hồ rất nguy hiểm về sau chúng ta cũng đừng hướng bên kia chạy nghe được cái này nam cung túc ảnh lại là một mặt bất đắc dĩ hắn kỳ thật đến bây giờ cũng không hiểu tòa kia băng hồ vì cái gì đơn độc đối thiên tiểu ngữ gặp nguy hiểm nói đến kia băng hồ hắn cũng đi qua rất nhiều lần còn có rất nhiều người đều đi qua kỳ thật cũng không ai tại kia băng hồ bên trên xảy ra ngoài ý muốn đi tại tòa kia băng hồ bên trên bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy lạnh khác đến là không có gì thiên tiểu ngữ ngươi đi đến tòa kia băng hồ bên trên trừ bất an, còn có cảm giác gì? Nam cung túc ảnh nghiêm túc hỏi, Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, chính là cảm thấy không an toàn, không muốn đến đi về trước. Mà lại, mà lại cảm giác rất mãnh liệt, nhưng vì cái gì, ta cũng không hiểu, là bởi vì cảm giác được ác niệm sao? Giang Thiên Ngữ khẽ giật mình, không, không có cảm giác được ác niệm, chính là nguy hiểm, có mệt hay không? nam cung túc ảnh nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng hắn cảm giác nha đầu này rơi xuống nước về sau tinh khí thần kém rất xa sắc mặt cũng có chút tái nhật ta có chút mệt mỏi giang thiên ngữ che miệng ngáp một cái có lẽ là nàng trước đó lưu không ít máu nguyên nhân nàng hiện tại xác thực thì hơi mệt chút ngươi nghỉ ngơi một chút chờ ngươi lên ta làm cho ngươi ăn ngon từng giang thiên ngữ nằm tại lâm thời an trí trên giường êm nhắm mắt lại nghỉ ngơi không bao lâu Nàng liền ngủ, nhìn xem thiên tiểu ngữ nhanh như vậy liền ngủ mất, nam cung Túc ảnh thủ nàng một hồi, lúc này mới rời đi an toàn phòng. Hắn vừa đi ra ngoài, Cẩm Vương lập tức tiến lên hỏi, nàng làm sao rồi? Là thụ thương sao? Vừa rồi tiểu Cửu ôm lấy nha đầu kia tiếng an toàn phòng thời điểm, hắn phát hiện nha đầu kia sắc mặt không tốt lắm, trọng yếu nhất chính là, váy áo của nàng vạt áo y nguyên bị xé xấu, có tiểu Cửu tại, ai dám xé nàng váy? Cho nên bọn hắn nhất định là gặp chuyện gì, Nam Cung Túc ảnh trầm mặt một hồi mới nói, đi băng hồ lúc xảy ra chút ngoài ý muốn, có lẽ, cách vạn tiễn thần mộ mở ra thời gian càng gần, trong này nguy hiểm càng nhiều, ngươi để người tăng cường tuần tra, ta biết. Cẩm Vương hướng an toàn trong phòng nhìn thoáng qua, sau đó lập tức rời đi. Một bên khác, băng hồ phòng nhỏ, Nam Cung Vân tại nghe xong Lịch Thanh Ngân về sau, không khỏi hãm lâm vào trầm tư bên trong, sau một hồi hắn nặng nề mà thở dài một hơi ta biết cũng không nhiều ta chỉ biết mảnh này băng hồ sắp đặt phong ấn trận pháp chỉ có băng hồ bên trên kia một đầu dấu chân trạng thông đạo ta trước kia mơ hồ nghe linh phi nói qua một lần nói là phá vỡ mảnh này băng hồ người sẽ bị nguyền rủa chỉ mong là ta nhớ lầm phó trầm Nhạn nghe được đây cũng là biến sắc đại biến tiểu ngữ nha đầu kia mới giẫm một chân liền chìm xuống dưới hai chân bị hủ độc ăn mòn ngươi là không nhìn thấy thật nhiều dọa người, cái này, cái này sẽ không là thật bị nguyền rủa đi, Nam Cung Vân nhíu mày lại, hẳn là không đến mức đi, các ngươi không phải nói, nhà đầu kia mình phong trên chân huyệt vị, tự cứu thành công rồi, Phó Trầm Nhạn gật gật đầu, nhưng vẫn có chút không yên lòng, trên chân cơ bắp là mọc ra, nhưng... Được rồi, ta mau chóng tới nhìn xem, nói xong, nàng lập tức quay người chạy, chương 425, kế hoạch quẩn dưỡng ấn phù, an toàn trong phòng trong lúc ngủ mơ giang thiên ngữ giờ phút này đã lâm vào trong cơn ác mộng trong mộng thật nhiều ma thú đối nàng gầm rú có phun lửa có phun nước có dương nanh múa vuốt dường như muốn đưa nàng xé nát giang thiên ngữ cảm thấy thân thể của mình một hồi lạnh một hồi nóng một hồi lại cảm thấy ngạt thở khó chịu trong nội tâm nàng rất rõ ràng đây là mộng thế nhưng là nàng căn bản không có biện pháp tỉnh lại không biết quá bao lâu nàng tại né tránh mê muội thú công kích thời điểm bỗng nhiên nắm đến trong tay mệt mỏi chữ con dấu nàng cơ hồ là không chút suy nghĩ đem con dấu ném về hướng nàng tụ đến trong đàn ma thú một tiếng tiếng oanh minh vang lên về sau mệt mỏi chữ con dấu bỗng nhiên phát ra từng đạo hào quang chói sáng tia sáng chỗ cực chỗ ma thú đều bị trấn áp đồng thời nàng rất thấy rõ ma thú lực lượng bị con dấu hút lấy lấy theo hấp thu lực lượng càng ngày càng mạnh mệt mỏi chữ con dấu lực lượng cũng càng ngày càng mạnh làm con dấu lực lượng cường đại đến mức nhất định thời điểm Giang Thiên ngữ phát hiện tất cả ma thú gặp một lần lấy nàng liền bắt đầu chạy, làm bên người tất cả ma vật lui tận, Giang Thiên ngữ đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi dậy, là làm ác mộng sao? Nam Cung Túc ảnh cầm khăn tay nhẹ thử thiên tiểu ngữ trên trán mồ hôi, nha đầu này làm sao tỉnh ngủ sau sắc mặt càng tái nhợt, Nam ảnh ca ca, ta mơ tới thật nhiều ma thú vây công ta. Giang Thiên ngữ có chút vô lực vùi đầu vào trong ngực của hắn, đừng sợ, chỉ là nằm mơ. Nam Cung Túc ảnh sờ sờ đầu của nàng, đau lòng phải không được, hắn nghĩ, thiên tiểu ngữ nhất định là bị trước đó ảnh ma thú hù đến, cho nên trong tiềm thức sẽ mơ tới rất nhiều ma thú, Giang Thiên Ngữ không có lên tiếng, chỉ là đưa tay ôm lấy hắn, thật lâu đều không có buông tay, có hay không nơi nào không thoải mái. Nam Cung Túc ảnh đưa tay nhẹ dò xét hạ tráng của nàng, có chút lạnh, tinh khí thần vẫn còn có chút kém, ta tốt hơn nhiều. Giang Thiên Ngữ không nghĩ hắn lo lắng, cho nên cố gắng điều chỉnh một chút tâm tình của mình là mộng chỉ là mộng mà thôi trong hiện thực không có nhiều như vậy ma thú đồng thời vây công nàng có đói bụng không muốn ăn đồ vật sao nam cung túc ảnh dời đi đề tài ta muốn ăn chút chua chua ngọt ngọt đồ vật kia sườn xào chua ngọt được không Giang thiên ngữ bỗng nhiên cười ta muốn ăn bán nguyệt anh đào nam cung túc ảnh xoa nhẹ hạ đầu của nàng ta bên cạnh không có bán nguyệt anh đào chính ngươi có a à? từng Giang Thiên Ngữ cười từ linh y quán bên trong lấy ra một chậu bán nguyệt anh đào, một thùng nước sạch. Nam Cung Túc ảnh tự nhiên tiếp nhận nước, một bên thanh tẩy anh đào, vừa nói, trước đó ngươi đối phó ảnh ma thú ném ra chính là cái gì, linh phù sao? Giang Thiên Ngữ lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một viên sương mù màu trắng con dấu đưa cho hắn nhìn. Nam Cung Túc ảnh nhìn thoáng qua, tại phát hiện cái này con dấu phía trên thế mà khắc lấy một cái mệt mỏi chữ lúc, hắn trong lúc nhất thời sửng sốt, mệt mỏi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này hẳn là ta tại hệ thống bên trên mua vạn ngôn phù thư sau xuất hiện, vạn ngôn phù thư. Nam Cung Túc nhẹ giọng lẩm bẩm, một lát sau, hắn ngữ khí nghiêm túc nói ra, thiên tiểu ngữ, cái này ấn phù không muốn khiến người khác nhìn thấy. Cái này vạn ngôn phù thư rất dễ dàng liền để người liên tưởng đến ngôn linh ngọc, giang thiên ngữ trầm mặt một hồi mới nói, nam ảnh ca ca, ngươi nói, cái này vạn ngôn phù thư vì cái gì xuất hiện là cái mệt mỏi chữ theo lý thuyết không phải là cái gì sinh nha chết nha trấn áp phục sinh loại hình chữ sẽ tốt hơn sao hay là nói cái này vạn ngôn phù thư không chỉ một chữ khó đến là bởi vì năng lực của nàng có hạn lúc này mới xuất hiện một chữ nam cung túc ảnh cũng không có cách nào trả lời thiên tiểu ngữ vấn đề cho nên chỉ là theo mình lý giải suy đoán có lẽ là bởi vì ngươi tự thân nguyên nhân có lẽ những chữ này là căn cứ ngươi tự thân lựa chọn tới chọn ta nhìn phù này ấn khả năng hấp dẫn ma thú lực lượng có lẽ có thể đem nó xem như một loại có thế mạnh lên vũ khí dùng Giang thiên ngữ suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát bỗng nhiên nàng trong đầu linh quang lóe lên vừa mới trong mộng phù này ấn mặc kệ là lửa lực lượng nước lực lượng vẫn là các sức mạnh công kích đều có thể hấp thu đều có thể trấn áp nếu như nàng muốn đem phù này ấn biến thành vũ khí của mình đó có phải hay không cũng có thể thôn vệ mình lực lượng, hoặc là để phù này văn hoàn toàn hóa thành mình lực lượng. Nghĩ tới đây, nàng lập tức vận dụng vạn hướng lôi quyết, đem vạn hướng lôi quyết lực lượng đưa vào ấn phù bên trong. Sau một khắc, Giang Thiên Ngữ phát hiện cảnh tượng khó tin, trong thân thể mình có một cổ lực lượng trực tiếp bị mệt mỏi ký tự ấn rút ra, đồng thời, con dấu bên trên nhiều một vòng sấm sét màu tím tiêu chí, chờ Giang Thiên Ngữ buông xuống con dấu thử lại lấy sử dụng vạn hướng lôi quyết lúc nàng phát hiện mình đã không thể độc lập sử dụng vạn hướng lôi quyết nói cách khác ấn phù rút ra lực lượng lại biến thành nó mình lực lượng nó lực lượng nơi phát ra bản chất hẳn là cướp đoạt cùng thôn vệ nghĩ thông suốt điểm này về sau nàng đột nhiên hỏi nam ảnh ca ca ngươi nói là tự thân nắm giữ lực lượng nhiều một ít tốt vẫn là có một kiện cường đại lực sát thương vũ khí tốt nam cung túc ảnh nhìn xem thiên tiểu ngữ trong tay ấn phù suy tư chỉ chốc lát sau mới nói mặc dù thân thân nắm giữ lực lượng mạnh rất trọng yếu nhưng là làm gặp được ngoại địch lúc một kiện cường đại lực sát thương vũ khí có thế càng làm ít công to đối địch cũng không thể chỉ là cứng đối cứng giang thiên ngữ nghe được hắn nói như vậy nàng liền không tiếp tục xoắn suýt dứt khoát đem công kích về phía vạn hướng kim quyết vạn hướng một quyết vạn hướng nước quyết vạn hơ lửa quyết vạn hướng xuống đất quyết vạn hướng gió quyết toàn bộ đều rút ra dung nhập mệt mỏi ký tự ấn dung hợp nhiều phần lực lượng ấn phù trừ nhiều mấy đạo màu sắc khác nhau lực lượng tiêu chí, ấn phù dường như còn nhỏ một vòng, cạnh góc ngoài ý muốn mượt mà mấy phần, nhìn xem càng tinh xảo hơn. Nam cung túc ảnh nhìn xem thiên tiểu ngữ trong tay ấn phù biến hóa, bỗng nhiên nói ra, đưa nó ném qua một bên, thử nhìn một chút có thể hay không gọi trở về, từng. Giang thiên ngữ tiện tay đem ấn phù ném tới gầm giường, sau đó thử kêu gọi một chút, rất nhanh, ấn phù vô thanh vô tức liền xuất hiện tại tay mình tâm nếu không phải nàng đột nhiên cảm giác trong tay có thêm một cái đồ vật, chính là đứng ở trước mặt nàng nam cung túc ảnh cũng không có phát hiện ấn phù đã trở về vị trí cũ. Suy nghĩ một chút, Giang Thiên Ngữ lại sẽ ấn phù ném vào một bên trong một cái túi, đồng thời đem cái túi cuốn lại thật chặt, về sau đem cái túi ném ra ngoài. Canh giữ ở phía ngoài dạ kiếm cùng dạ ẩn trông thấy có đồ vật ném ra, sửng sốt một chút, chủ tử, đồ vật muốn tìm trở về sao, Giang Thiên Ngữ bận biểu thử kêu gọi một chút để nàng có chút vui mừng chính là, ném ra cái túi không có trở về, nhưng ấn phù lại là lần nữa trở về trên tay của nàng. Nói cách khác, cái này miếng ấn phù nhưng thật ra là chân chính có thể phá không gian trở về. Nhìn đến đây, nàng đã có kế hoạch khác, nàng phải thật tốt nuôi nấng mình ấn phù, để nó càng mạnh. Nam ảnh ca ca, trước đó sư phụ ngươi có phải là nói, vạn tiễn thần trong mộ còn có đột phá phong ấn ảnh ma thú, ở nơi nào, ta muốn đi xem. Chương 426, không muốn đổi một cái nam cung túc ảnh biết thiên tiểu ngữ nhưng thật ra là muốn đi thử xem kia ấn phù uy lực hắn đứng dậy phân phó phía ngoài giả dạ kiếm đi chuẩn bị một chút ăn lúc này mới đóng cửa lại cho thiên tiểu ngữ một lần nữa chuẩn bị một bộ váy áo ngươi đổi bộ quần áo trước ăn một chút gì chờ ta sư phụ trở về lại để cho hắn mang chúng ta đi tìm ảnh ma thú từng giang thiên ngữ nhìn một chút trong tay xinh đẹp váy áo dứt khoát chạy về linh y quán tắm rửa một cái lúc này mới đổi bên trên váy áo, nàng từ linh y quán vừa ra tới, người còn không có đứng vững, cả người liền bị nam cung túc ảnh ôm lấy, thiên tiểu ngữ, người có hay không nơi nào không thoải mái. Trước đó trừ làm ác mộng, còn có hay không khác, giang thiên ngữ nhìn xem hắn khẩn trương lo lắng bộ dáng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ta cũng chỉ là làm cái ác mộng nha, không có khác, trong mộng chính là có rất nhiều ma thú. Phía trước ta nói cho ngươi nha. Nam ảnh ca ca, ngươi đang lo lắng cái gì nha? Nam cung túc ảnh đưa tay vòng thiên tiểu ngữ eo, có loại muốn đưa nàng trên thân vừa thay xong quần áo lại đào sạch sẽ kiểm tra một lần xúc động, ngươi nói chuyện nha. Giang thiên ngữ gặp hắn chầm chầm lấy ánh mắt của mình quá mức lo âu và vội vàng, nàng trong lúc nhất thời cũng khẩn trương lên, nam cung túc ảnh do dự một chút, vẫn là lựa chọn cũng không nói gì, không có gì, chính là vừa mới ta sư nương tới, nàng lo lắng băng hồ nước có độc, độc không tốt giải sợ ngươi có hậu di chứng. Thiên tiểu ngữ, ngươi có muốn hay không lại phục mấy hạt giải độc đan, không có việc gì, độc đều giải, ta về sau mỗi ngày đều phục dưỡng thần đan, đại nguyên đan. Nam ảnh ca ca, ngươi cũng thế, tốt. Có điều, ngươi nếu là cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, hoặc là thân thể có chỗ kỳ quái gì, nhất định phải nói với ta. Biết sao, sư nương nói, kia băng hồ là dùng cổ xưa trận pháp giữ gìn, phá băng người có lẽ sẽ trúng nguyền rủa nhưng chỉ cần nguyền rủa không phải thiên tiểu ngữ khác hắn đều có thể tiếp nhận giang thiên ngữ cho là hắn chỉ là bình thường quan tâm cùng lo lắng cho nên ngoan ngoãn gật gật đầu tại an toàn trong phòng đợi sau một lúc giang thiên ngữ đi bên ngoài đi đi cẩm vương cùng đông nguyên thái tử gặp nàng không có việc gì lập tức đi tới chào hỏi túc vương phi chúng ta mang tới đầu bếp tại chuẩn bị đồ nướng ngươi cùng túc vương muốn không được qua đây cùng một chỗ ăn đông nguyên thái tử vừa cười vừa nói giang thiên ngữ vốn là muốn cự tuyệt chẳng qua cẩm vương chợt nói ra cùng một chỗ ăn đi có nướng tôm tôm là tiểu cửu chuẩn bị giang thiên ngữ nghi hoặc quay đầu nhìn về phía bên người người nào đó ngươi còn chuẩn bị tôm a nam cung túc ảnh nhẹ gật đầu ngươi thích ăn cho nên chuẩn bị thêm một chút giang thiên ngữ nghe xong khóe miệng không tự chủ dương lên trong mắt tất cả đều là tràn đầy hạnh phúc bị hắn sủng ái cảm giác thật tốt Đông Nguyên Quốc mang tới đầu bếp là thật rất có trình độ, một cái nướng tôm làm ra bảy tám loại phong vị, có lại tươi lại non, có chua chua ngọt ngọt, có sướng miệng mang cay, điều phối bí chế tư tương liệu cho người ta mang đến càng nhiều cảm giác biến hóa, Giang Thiên Ngữ trên cơ bản đều thích, cho nên ăn đến cũng rất vui vẻ. Đông Nguyên Liệt gặp nàng thích, cũng là cao hứng phi thường, hào khí nói, về sau chỉ cần các ngươi sách nguyên liệu nấu ăn, các ngươi ba bữa cơm ta đều cho ngươi bao, có thể ngày mai ta cho ngươi thêm nửa giỏ tôm, ngày mai thay cái nhiều kiểu làm. Nam cung túc ảnh cũng không có cùng đông nguyên liệt khách khí, trực tiếp liền hạ đạt yêu cầu của mình, đông nguyên liệt lập tức cực đầu, có thể. Có điều, ta rất hiếu kỳ chính là, túc vương, ngươi đến cùng chuẩn bị bao nhiêu tôm. Ngươi không sợ trong này ma khí đem mang tới tính vật ô nhiễm sao, lần này hắn sợ dĩ mang hai cái đầu bếp, hoàn toàn chính là suy xét đến vạn tiễn thần mộ bên này ma khí tràn lan, một khi bị ô nhiễm đồ ăn liền không thể ăn nhưng là nếu như chờ vạn tiễn thần mộ mở ra tiến vào bích họa không gian thông đạo đến nơi khác đầu bếp liền có thể giúp bọn hắn tìm kiếm thức ăn nam cung túc ảnh thản nhiên nói thật nhiều thật nhiều là bao nhiêu a à? đông nguyên liệt nghe được đây càng hiếu kỳ cẩm vương trầm mặt một hồi bỗng nhiên nói ra ta giống như nhớ kỹ phủ túc vương nhân chi trước ở kinh thành mua một nhóm lớn sống tôm đoán chừng phải có mấy ngàn cân Tiểu cửu khả năng thật mang không ít, nam cung túc ảnh nhẹ gật đầu, đúng, đều mang lên, hắn cái này tùy ý một câu lại là đem người ở chỗ này đều kinh sợ, đông nguyên liệt ngơ ngác nhìn hắn, đều mang lên rồi. Túc vương có ý tứ là, mấy ngàn cân đều mang lên rồi, giang thiên ngữ lúc này cũng là tò mò nhìn hắn, nam ảnh ca ca sẽ không thật mang mấy ngàn cân tôm A, nam cung túc ảnh đưa tay xoa nhẹ hạ thiên tiểu ngữ đầu, vừa cười vừa nói, ngươi thích ăn lần này ra tới cũng không biết muốn đợi bao lâu, các loại ăn ta đều chuẩn bị rất nhiều, tôm mang đủ, đủ ngươi ăn, ta. Đông Nguyên Liệt lúc này muốn mắng người, còn có người đến loại địa phương này thật muốn dẫn mấy ngàn cân tôm, có điều, hắn đến cùng là thế nào mang, hắn người căn bản cũng không có phát hiện, Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ấn mở trên tay liên động thương thành. Hoa 50 cái liên động điểm mua cái vân phong túi không gian, ta chỗ này có cái thứ tốt, gọi vân phong túi không gian, Xem như không gian trữ vật khí một loại, các ngươi ai muốn. Dùng bảo vật đến trao đổi a, à? Đông Nguyên Liệt khẽ giật mình, các ngươi thật là có loại vật này a, à? hắn năm đó chỉ nghe nói Nam Linh Quốc hoàng đế Nam Cung Vân có một cái rất nghịch thiên nhẫn chứa đồ, hắn phụ hoàng một mực rất ao ước tới, không nghĩ tới, trước mắt tiểu nha đầu này cũng có vật tương tự, nghĩ đến cái này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía Túc Vương, Túc Vương mẫu phi năm đó đến cùng để lại cho hắn bao nhiêu bảo vật. Túc Vương nói hắn mang mấy ngàn cân tôm, là Nam Cung Vân đem kia trữ vật bảo bối cho hắn, vẫn là năm đó Linh Phi từ Vạn Tiễn Thần Mộ lấy ra liền không chỉ một nhẫn chứa đồ, Giang Thiên Ngữ cũng không có cái gì tỷ húy, thản nhiên nói, có a, à, còn không chỉ một cái không gian này không lớn, nhưng trang trí bảo bối cũng đủ dùng, ngươi có muốn hay không mua a? À, Đông Nguyên Liệt bên này vẫn không trả lời, một mực đứng ở đằng xa cùng người nói chuyện Thiên Tuyết Quốc Thái Tử bỗng nhiên lao đến, ta muốn. Ngươi muốn dùng cái gì trao đổi? Đông Nguyên Liệt nghe xong, lập tức không vui vẻ, cái kia có phần của ngươi, ta cũng không nói ta không muốn a. À. Túc Vương phi, ngươi nói, ngươi muốn cái gì, ta có đều cho ngươi trao đổi, vậy ta cũng không biết ngươi có bảo vật gì a? À. Đông Nguyên Liệt suy nghĩ một chút, ta có một cái tầm bảo khí, ngươi có muốn hay không? Giang Thi ngữ không chút suy nghĩ nói, không muốn. Đổi một cái, Kỳ Linh cung đâu? Lực sát thương rất mạnh. Giang Thiên Ngữ khẽ nhíu mày, không muốn, hắn linh cung như thật lực sát thương mạnh, trước đó sẽ liền ảnh ma thú cũng đối phó không được, khi truyền âm cổ tệ cho ngươi thêm một đôi. Giang Thiên Ngữ suy tư một chút, dứt khoát bày xuống tay, được rồi, nhìn ngươi đoán chừng cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt. Như vậy đi, dùng thành trì đến trao đổi đi, không nhiều, một thành trì là được, Đông Nguyên Liệt lăng lăng nhìn xem nàng, ngươi lão là muốn thành trì lãnh địa làm gì. Chương 427, đang giả chết, ta muốn làm thành chủ A, à, đông nguyên liệt, có nhiếp chính vương phi không đảm đương nổi, làm thành chủ là cái có ý tứ gì, đồ vật nhường cho ta, ta đưa ngươi một thành trì. Thiên tuyết quốc thái tử lần nữa lên tiếng, đông nguyên liệt lập tức nổi giận, huy, ngươi đừng lão xen vào A, à, ta cũng không nói không đồng ý A. À. Túc vương phi, ta đồng ý, vậy thì tốt, hiện trường viết biên nhận theo, ký tên đồng ý, ở đây chứng nhân cũng nhiều. Giang Thiên Ngữ không nói hai lời, lập tức lấy ra giấy bút, tự mình viết một phần cắt thành khế ước, để Đông Nguyên Liệt ký tên. Đông Nguyên Liệt nhìn thoáng qua khế ước bên trên kia xinh đẹp chữ viết, khẽ lắc đầu, sau đó ký lên tên của mình, lại đắp lên Đông Nguyên Quốc Thái Tử Đại Ấn. Sau đó, Thiên Tuyết Quốc Thái Tử cùng Cẩn Thiên Vương, Cẩm Vương xem như chứng nhân, cũng ở phía trên ký tên đồng ý. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, dứt khoát lấy ra mình mệt mỏi ký tự ấn, làm con dấu tại khế ước bên trên phủ xuống nó đặt hữu dấu vết. Lúc đầu nàng cảm thấy cái này con dấu sẽ khắc xuống một cái mệt mỏi chữ, nào biết chờ chữ viết biểu hiện lúc, lại phát hiện phía trên kia xuất hiện là một cái xem không hiểu cùng phù văn. Nam cung túc ảnh có chút hiếp mắt hạ con mắt, chẳng qua những người khác không để ý, hắn cũng liền không có lên tiếng. Giang thiên ngữ cũng là hít sâu một hơi mới đưa khế ước thu vào, cầm tới vân phong túi không gian đông nguyên liệt rất là cao hứng, tại chỗ dùng thử lên túi không gian tại phát hiện là thật thuận tiện lúc, hắn lập tức đem trên thân một đống đồ vật bỏ vào, thiên tuyết quốc thái tử mắt long long nhìn, dò xét thử hỏi, túc vương phi, túi không gian này ngươi còn gì nữa không? Ta nguyện ý dùng thành trì cùng ngươi trao đổi, giang thiên ngữ do dự một chút, dứt khoát đem mình còn lại 300 liên động điểm cho tiêu hao, lại mua bốn cái vân phong túi không gian, còn có bốn cái. Thiên tuyết quốc thái tử cơ hồ là không chút suy nghĩ nói, ta mua hai cái, dùng hai tòa thành trì cùng ngươi giao dịch, còn lại hai cái cho ta, ta cho ngươi thêm thêm hai tòa thành trì. Đông Nguyên Liệt cũng lập tức nói, Giang Thiên Ngữ nháy nháy mắt, nàng cái này chuyển tay liền kiếm được năm tòa thành trì rồi, nàng nhìn Túc Vương một chút, gặp hắn không có cái khác ý kiến, nàng vui sướng cùng Đông Nguyên Liệt cùng Thiên Tuyết Quốc Thái tử đạt thành hiệp nghị, chờ lịch thanh ngân cùng Phó Trầm Nhạn hai người tới. Biết tiểu ngữ nha đầu tùy tiện kiếm năm tòa thành trì lúc, hai người đều là có chút dở khóc dở cười. Phó trầm nhãn bất đắc dĩ nói ra, túi không gian loại này đặc thù đồ vật, các ngươi trên thân mang nhiều mấy cái cũng được a. À, chờ vạn tiễn thần mộ mở ra, tiến vào không gian về sau, cũng không biết sẽ gặp phải cái gì, khi đó trên thân đồ vật nhiều, chính là một loại tài nguyên, có lẽ chính là nhiều một phần sinh cơ. Lịch Thanh Ngân cũng nhẹ gật đầu, sư nương của ngươi nói đúng, về sau lại có loại bảo vật này, tuyệt đối không được lại cho người khác, giao dịch thành hồ nhìn có lời, kỳ thật cũng không có như vậy có lời đi ra ngoài bên ngoài, tự thân an nguy trọng yếu nhất, có thế còn sống trở về, khả năng đàm về sau. Giang thiên ngữ nghe được sư phụ sư nương, vừa cười vừa nói, nam ảnh ca ca trên tay nhẫn chứa đồ không gian trữ vật rất lớn, là túi không gian hơn mấy trăm lần, đợi ngày mai, ta cũng đưa sư phụ cùng sư nương mấy cái, lịch thanh ngân cùng phó trầm nhạn đều là khẽ giật mình, mấy cái. Thứ này lấy ở đâu nhiều như vậy nha, nam cung túc ảnh ho nhẹ một tiếng, Thiên tiểu ngữ sư phụ đưa nàng không ít, thứ này đối nàng sư phụ đến nói không đáng tiền. Lịch Thanh Ngân há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì được. Cốt a, nếu là tiểu ngữ nha đầu sư phụ tặng, kia liền không có gì để nói nhiều. Các ngươi có phải hay không muốn đi nhìn cái kia phong ấn ảnh ma thú địa phương?" Phó Trầm nhạn dời đi đề tài, Nam cung Túc ảnh nhẹ gật đầu, Thiên tiểu ngữ sư phụ đưa nàng đồng dạng phòng thân pháp khí cần thôn vệ một điểm ngoại giới lực lượng khả năng càng mạnh, cho nên chúng ta quyết định đi xem một chút. Phó Trầm Nhạn hiểu rõ gật đầu, chính là tiểu ngữ nha đầu trước đó đối phó ảnh ma thú ném ra vật kia sao? Đó là vật gì? Giang Thiên Ngữ mở ra lòng bàn tay của mình, đưa trong tay con dấu cho bọn hắn nhìn, chính là cái vật này. Lịch Thanh Ngân khẽ giật mình, cái này không phải ngươi vừa rồi dùng con dấu sao? Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trong cổ thư ghi chép, có một loại đặc thù linh ấn có phong ấn công năng, khó đến, cái này con dấu chính là như vậy. Giang thiên ngữ gãi gãi đầu, tựa như là dạng này, nhưng cụ thể khó mà nói, ta trước đó cũng là lần đầu tiên dùng, vậy đi thử xem. Lịch thanh ngân lần này coi trọng, hắn thu xếp một chút, tránh đi những người khác ánh mắt, mang theo bọn hắn cấp tốc rời đi an toàn phòng phạm vi, hẹn A sau nửa canh giờ, bọn hắn đi vào mặt đông bắc một vùng phế tích, nơi đây ma khí càng thêm nồng đậm, bốn phía đen kịp nếu nói vạn tiễn thần mộ nơi khác là u ám giống như là chạng vạn tối kia vùng này chính là trực tiếp tiến vào đêm khuya có thể nhìn thấy chỉ có trên đất một mảnh đá vụn mảnh nói lịch thanh ngân chỉ về đằng trước nói ra con kia ảnh ma thú ngay ở phía trước cái này bốn phía ma khí nhưng thật ra là nó thả ra nó dùng ma khí hình thành một cái đặc thù không gian lĩnh vực khẽ dựa gần người liền sẽ bị ma khí ảnh hưởng nếu quả thật xâm nhập vô cùng có khả năng liền ra không được nàng lại đi ngủ sao? Thế mà không có động tĩnh, Giang Thiên Ngữ nhìn chầm chầm phía trước nhìn ra ngoài một hồi, sau đó lấy ra mình ấn phù, trước đó một tới gần nơi này, kia ma thú liền sẽ phát ra tiếng trống cảnh cáo chúng ta không thể tới gần, hiện tại đến là yên tĩnh. Phó Trầm Nhạn nói một câu, bỗng nhiên dưới chân một đá, đem trên mặt đất một khối đá đá hướng kia mảnh hắc ám chi địa, khiến người ngoài ý chính là, tảng đá đá ra về phía sau tựa như là chìm vào đại hải, nửa điểm phản ứng đều không có, cái này Phó Trầm Nhạn càng buồn bực hơn, a, à, quái, ta buổi sáng đi ngang qua nơi này lúc còn chứng kiến kia ảnh ma thú tới, ta thử xem. Nam cung Túc ảnh bỗng nhiên đánh ra một chưởng, một luồng chói mắt ánh sáng tím nháy mắt đánh về phía phía trước chỗ hắc ám, mượn cái này đạo tự ánh sáng, Giang Thiên ngữ rõ ràng nhìn thấy kia một đoàn hắc khí hướng phía trước co lại mấy mét, bốn phía ánh sáng dường như sáng một chút, nhưng là, đúng là không nhìn thấy ảnh ma thú. Nhìn đến đây, Nam Cung Túc ảnh lại là bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nhéo nhẹ một cái thiên tiểu ngữ tay, nói khẽ: "Cái này ảnh ma thú có thể cảm nhận được nguy cơ đang giả chết." Giang Thiên ngữ nghe xong, bỗng nhiên đưa tay, ném ra trong tay ấn phù, ấn phù bay vào không trung, ngoài ý muốn cuốn lên một đạo tử sắc thiểm điện, ngay sau đó, trên bầu trời truyền đến tiếng sấm rền vang âm thanh. Oanh, tiếng sấm cùng với sấm sét, bổ ra phía trước màu đen không gian, ngay sau đó ấn phù ba một tiếng, khắc ở nơi nào đó, không đợi Giang Thiên Ngữ thấy rõ, liền gặp một án lửa chiếu quan hắc ám không gian, một con to lớn ảnh ma thú cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, chỉ có điều, nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, bởi vì, trong chớp mắt nó đã hóa thành tro tàn, Giang Thiên Ngữ ngơ ngác nhìn một màn này, hơn nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Nhất là nghe được trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, nói cho nàng lại thu hoạch một ngàn điểm tích lũy lúc, nàng bỗng nhiên ý thức được một điểm, cái này ấn phù tự hồ là những ma thú này khắc tinh. Chương 428, Tiểu Khả Liên, ngươi sẽ cho hài tử đỡ đẻ sao? Nam cung túc ảnh như có điều suy nghĩ nhìn chầm chầm thiên tiểu ngữ, sau đó nắm chặt nàng tay, giang thiên ngữ nhìn thoáng qua, lặng lẽ nắm lấy mình tay, ấn phù chụp chết con kia ảnh ma thú sau lại trở lại trong tay nàng. Lịch thanh ngân cùng phó trầm nhạn hai người lúc này cũng là một mặt chấn kinh, bọn hắn kỳ thật không thấy rõ tiểu ngữ nha đầu ấn phù là thế nào trấn áp ảnh ma thú bọn hắn chỉ là thấy được nàng trên tay bột phát ra một đạo bạch quan nhàn nhạt ném ra trên tay ấn phù lại về sau ảnh ma thú rống đều rống một tiếng liền chết rồi mà lại chết được rất triệt để nếu không phải bọn hắn một đã sớm biết nơi này có chỉ ảnh ma thú những người khác lúc này lại đến chỉ sợ là tìm không thấy nửa điểm ảnh ma thú vết tích yên tĩnh một trận lịch thanh ngân trầm giọng nói Thứ này trấn áp ma thú quá dùng tốt, nhưng ở người trước, tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng. Phó Trầm Nhạn cũng nhẹ gật đầu, đúng, an toàn của mình không bị đến uy hiếp thời điểm, tốt nhất đừng dùng. Theo vạn tiễn thần mộ sắp mở ra, trong tay có chí bảo người nhất định sẽ bị người chú ý tới, không chừng còn sẽ có người phía sau tính toán các ngươi. Đặc biệt là làm có người biết ngươi là Bạch gia hậu nhân. Giang Thiên ngữ vốn còn nghĩ đem mình ấn phù dùng làm vũ khí, hiện tại sư phụ Sư nương lại nói không để nàng trước mặt người khác dùng, do dự một chút, nàng vẫn gật đầu, "Tốt, ta tận lực ít tại người trước dùng, cũng không cần quá lo lắng, nên dùng thời điểm vẫn là muốn dùng." "Chúng ta về trước an toàn phòng đi." Nam cung Túc ảnh dắt Thiên tiểu ngữ tay, không có ý định ở đây dừng lại, "Tiểu ảnh, các ngươi trước đi qua đi, tiểu ngữ nha đầu không có việc gì liền tốt, chúng ta còn muốn đi cùng ngươi phụ hoàng nói một tiếng." Lịch Thanh Ngân cũng không tính cùng bọn hắn cùng một chỗ về an toàn phòng. Nam Cung Túc ảnh gật gật đầu, được. Các ngươi cũng chú ý an toàn. Sư phụ, sư nương rời đi về sau, Giang Thiên Ngữ nhỏ giọng hỏi, Nam ảnh ca ca, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi tường không gian họa bên đó đây? Nàng kỳ thật thật muốn qua bên kia nhìn xem, bên kia ma khí nồng nặc nhất, tường không gian họa cũng còn chưa tới mở ra thời gian, chúng ta muộn một chút đi qua, hiện tại qua bên kia cũng không có cách nào tiến vào không gian thông đạo, ngược lại sẽ gây nên những người khác chú ý. Những ngày này ngươi nếu là tại an toàn phòng đợi nhàm chán, liền đi linh y quán hoặc là Lạc Tinh Sơn dược viên đi dạo, những địa phương kia không khí tương đối tốt. Giang Thiên ngữ gật gật đầu, vậy được rồi. Nàng dự định lại nhiều làm một điểm nhiệm vụ, kiếm chút điểm tích lũy, không chừng nàng còn có thể mua lấy một chút đặc thù vật phẩm, bán cho Đông Nguyên quốc thái tử, đến lúc đó lại nhiều thu hắn vài tòa thành trì một bên khác, đông nguyên liệt ngay tại hướng hắn túi không gian bên trong tất đặt đủ loại đồ vật, bởi vì hắn có ba cái túi không gian, cho nên hắn các loại đồ dùng hàng ngày, vũ khí dược vật chuẩn bị ba phần, túi không gian đều đổ đầy về sau, hắn để cho mình đầu bếp làm rất nhiều ăn ngon, dự định một hồi đưa đi cho túc vương phi, hắn cảm thấy túc vương phi trên thân nhất định còn có rất thật tốt đồ vật, không, hoặc là nói túc vương trong tay nhất định có rất nhiều đồ tốt, cùng túc vương phi đánh tốt quan hệ hắn liền có thể đạt được tiện nghi thiên tuyết quốc bên này bắt thần thái tử lúc này cũng là đang tính kế lấy túc vương phi trong tay đồ vật cái nhìn của hắn cùng đông nguyên thái tử là đồng dạng cho rằng túc vương trong tay nhất định có hắn mẫu phi năm đó lưu lại chí bảo dọc theo con đường này chỉ cần đi theo đám bọn hắn bọn hắn liền nhất định có thể được đến chỗ tốt nghĩ rõ ràng điểm này về sau hắn dự định bất kể hiềm khích lúc trước thật tốt cùng túc vương bọn hắn ở chung mà cổ ưng quốc bên này Phong nhớ nghĩ lại là cùng đông nguyên liệt cùng bắt thần thái tử hoàn toàn khác biệt, nàng có chút tức giận bất bình nói, điện hạ, nam linh quốc người lật lọng, bọn hắn rõ ràng nói qua kia ảnh ma thú gia lông về chúng ta, còn có, cái kia túc vương phi có chút cổ quái, nàng rõ ràng là cái đại phu, cũng không nghe nói nàng là có người có võ công, làm sao liền có thể đối phó ảnh ma thú, không biết truyền ngôn có phải là thật hay không, bạch gia hậu nhân thật nắm giữ ngôn linh ngọc cổ ưng quốc thái tử trong mắt tinh quang lóe lên, âm trầm nói, nàng có hay không ngôn linh ngọc đều không trọng yếu, trọng yếu chính là chờ vạn tiễn thần mộ mở ra về sau, nàng có thể còn sống tiến vào không gian thông đạo, lại còn sống trở về, điện hạ có ý tứ là, tương lai chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hiện tại Đông Nguyên Liệt rất rõ ràng là muốn cùng Nam Linh quốc giao hảo, thiên tuyết quốc hẳn là cũng không dám động túc vương, cho nên, ngươi tạm thời khắc chế một điểm, chúng ta tạm thời cũng bất động, hết thảy chờ vạn tiễn thần mộ mở ra sau lại nói, nếu như ngôn linh ngọc thật tại túc vương phi trên thân, đến lúc đó, có là người tìm nàng phiền phức. Càng thậm chí, chúng ta có thể giúp nàng tuyên dương tuyên dương, ngôn linh ngọc liền ở trên người nàng, phong nhuế ánh mắt sáng lên, lập tức đầu nhập vào trong ngực của hắn, điện hạ anh minh. Cùng lúc đó, mắt thấy cũng nhanh muốn đi đến an toàn phòng gian thi ngữ đột nhiên dừng bước, như có điều suy nghĩ nhìn xem cổ ưng quốc lâm thời nghỉ ngơi phương hướng. Nam Cung Túc ảnh thuận thiên tiểu ngữ phương hướng nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, làm sao rồi, Giang Thiên Ngữ có chút nhớ mày, cổ ưng quốc người rất muốn gây phiền toái cho ta a. À. Nam Cung Túc ảnh ngưng lông mày, nói cái gì rồi, Giang Thiên Ngữ thản nhiên nói, bọn hắn cũng cảm thấy ngôn linh ngọc tại trên người ta, coi như không tại trên người ta, cũng phải tuyên dương thành tại trên người ta. Nàng kỳ thật có một thời gian thật dài không có nghe được bác quái quyền mang tới bác quái thanh âm, không nghĩ tới, ở đây nàng lại nghe thấy. Nam Cung Túc ảnh nghe xong mắt sắc lạnh xuống, cái này sự tình ta đi thu xếp. Cổ ưng quốc lúc trước từ vạn tiễn thần mộ cũng mang đi không ít thứ, càng thậm chí, bọn hắn cũng một mực đang tìm kiếm ta mẫu phi để lại cho ta đồ vật. Bọn hắn đã muốn an bài ngôn linh ngọc ở trên thân thể ngươi, kia đồng dạng, ngôn linh ngọc cũng có thể trên người bọn hắn. Giang thiên ngữ gật gật đầu, trước không để ý tới bọn hắn, ta muốn đi làm chính sự. Nam cung túc ảnh cười xoa xoa đầu của nàng, cũng đừng quá mệt mỏi tại linh y quán đợi một hồi liền ra tới đừng để ta lo lắng giang thiên ngữ dương lên trên tay truyền âm cổ tệ cười hì hì nói bây giờ không phải là có truyền âm cổ tệ sao đến lúc đó cũng thử xem thấy được hay không dùng được nghe ngươi giang thiên ngữ tiến an toàn phòng tìm cái cớ nghỉ ngơi liền đi linh y quán trở lại linh y quán nàng theo lẽ thường thì trước thu hoạch vạn nguyên không gian thổ bên trên dược liệu sau đó trồng một nhóm hoa cỏ một chút hoa quả, lúc này mới lại đi lạc tinh sơn dược viên. Ngay tại nàng thu hoạch một nhóm lớn dược liệu, ngay tại chỗ luyện chế đang dược thời điểm, đại sơn tiền bối ngoài ý muốn phát tới liên động mời. Giang thiên ngữ vừa đồng ý gặp gỡ mời, đại sơn tiền bối liền không kịp chờ đợi hỏi, tiểu khả liên, ngươi sẽ cho hài tử đỡ đẻ sao? Giang thiên ngữ khẽ giật mình, đỡ đẻ, đúng. Ta gần đây gia nhập một cái dòng binh đội ngũ, bảo hộ một cái phụ nữ mang thai, nhưng hai canh giờ trước, phụ nữ mang thai sắp sinh, nhưng phiền phức chính là, nàng trúng ma chướng, trong cơ thể thai nhi dường như cũng bị ma khí xâm vệ, hiện tại tình huống này, hài tử sinh không ra đến, chúng ta một đám đại nam nhân cũng không biết nên làm cái gì tốt. Chương 429, hệ thống lại tăng cấp, Giang Thiên Ngữ nghe được cái này, cũng có chút nhức đầu, trên thực tế, nàng cũng không có cho người ta đỡ đẻ quá, nhất là... Nàng còn chưa từng gặp qua phụ nữ mang thai cái này cũng không thể tùy tiện theo suy đoán của nàng đến giúp đỡ phụ nữ mang thai sinh con a à. suy nghĩ một chút nàng như nói thật nói ta không có cho phụ nữ mang thai đỡ đẻ quá chẳng qua cơ bản y lý lý thuyết y học ta là rõ ràng các ngươi hiện tại ở nơi nào có biện pháp để ta xem một chút phụ nữ mang thai tình huống sao chúng ta bây giờ tại đoạn ma sơn lân cận tiểu khả liên ngươi cách xa không xa có khả năng hay không ngươi qua đây một chuyến phụ nữ mang thai đã có chút hô hấp khó khăn, đại sơn thanh âm phi thường sốt ruột, Giang Thiên Ngữ cũng không hiểu đi theo khẩn trương lên, nhưng nàng căn bản không biết đoạn ma sơn ở nơi nào, cho nên nàng dứt khoát nói ra, ta tại lạc tinh sơn dược viên nơi này, các ngươi cách nơi này có xa hay không, nếu là có thể đem người đưa tới nơi này, ta chờ các ngươi. Đại Sơn có chút nhức đầu nói, Lạc Tinh Sơn dược viên cách ta chỗ này là hai cái phương hướng ngược nhau, ai, hiện tại nhưng làm thế nào mới tốt, khi có biện pháp gì hay không đem phụ nữ mang thai tình huống lại nói tỉ mỉ chút. Hoặc là thu cái gì hình ảnh cho ta xem một chút. Giang Thiên ngữ cũng là không có cách nào, Đại Sơn thở dài, Vạn Tiên Liên động bài vị khí không duy trì hình ảnh truyền thâu, vừa nói đến đây, hắn bỗng nhiên nói ra, ta nhớ được tư liệu của ngươi biểu hiện có một cái bị phong ấn linh y quán đúng hay không? Giang Thiên ngữ gật gật đầu, đúng, trước đó là có một cái, nhưng là bởi vì thụ thiên đạo bài xích, cho nên bị phong ấn hiện tại không cách nào bình thường kinh doanh ngươi chờ ta một chút ta tìm thêm một số người hỗ trợ giúp ngươi đem linh y quán cho giải phong giang thiên ngữ vừa muốn hỏi hắn muốn làm thế nào đại sơn tiền bối cũng đã biến mất nàng kỳ thật cũng là nghĩ trợ giúp cái kia phụ nữ mang thai nhưng hôm nay thật là có lòng không đủ lực nàng không biết là lúc này đại sơn tiền bối tuyên bố một cái đặc thù vạn tiên liên động nhiệm vụ thỉnh cầu vạn tiên liên danh đề cử tiểu khả liên linh y quán tiến hành thiên đạo giải phong nàng cũng không biết, cái này đặc thù vạn tiên liên động nhiệm vụ vừa tuyên bố, lập tức gây nên các phương chú ý, so với nàng tưởng tượng phải hơn rất nhiều nhân chủ động tiến hành vạn tiên liên danh đề cử, càng thậm chí, rất nhiều người còn đồng bộ tiến hành linh y quán định vị. Hai khắc đồng hồ sau, Giang Thiên Ngữ phát hiện hệ thống đen tường đột nhiên rung động rung một cái, sau đó tại một đạo hắc quan bao phủ xuống, biến thành một tổ lục giới tổ hợp không gian tủ dáng vẻ, an trí tại linh y quán bên trong nguyên bản trôi lơ lửng trên không trung vạn nguyên không gian thổ đột nhiên giống mất đi một loại nào đó chèo chống lực, bám rễ sinh chồi, sinh sôi tại linh y quán bên trong lấy ra một mảnh dược viên, mà linh y quán diện tích, cũng như muốn khách thời gian biến lớn hơn rất nhiều. Đang lúc Giang Thiên Ngữ cảm thấy kỳ quái thời điểm, vừa mới từ hệ thống hóa thành không gian tủ sáng lên một dài sắp xếp, mỗi một cách không gian cửa hàng đều viết có khác biệt danh xưng, viết có mua những vật phẩm này cần thiết điểm tích lũy. Giang Thiên Ngữ nao nao, Hệ thống này là lại thăng cấp vẫn là làm gì? Nàng đến gần một chút, ánh mắt trước hết nhất khóa chặt tại viết có thuốc linh thất không gian cửa hàng mặt. Mặc dù cái này không có giới thiệu là dùng tới làm gì, nhưng nàng vẫn là trước hoa 10 vạn điểm tích lũy, mua một cái thuốc linh thất, thuốc linh thất một mua, gian thiên ngữ trên tay lập tức nhiều hơn một thanh chìa khóa. Nàng chưa kịp nhìn kỹ kia chìa khóa là chuyện gì xảy ra, Đại Sơn Tiền Bối Liên động mời lần nữa phát đi qua. Tiểu Khả Liên, ta xem ngươi linh y quán khai thông thuốc linh thất ngươi linh y quán hẳn là giải phong đi, giang thiên ngữ khẽ giật mình, nhưng rất nhanh phản ứng lại, là đại sơn tiền bối bọn hắn giúp nàng khai thông y linh quán, cho nên hệ thống mới có một chút thay đổi, nghĩ tới đây, nàng lập tức đem cái chìa khóa trong tay cho đại sơn tiền bối truyền tống đi qua, đối diện, đại sơn vừa nhận được chìa khóa, lập tức kích động kêu lên, quá tốt, ta lập tức dẫn người tới, sau một lát, Giang Thiên Ngữ phát hiện nàng Linh Y Quán đối diện xuất hiện một gian sáng ánh sáng phòng nàng nhìn chăm chú nhìn sang nháy mắt, trong phòng tình cảnh lập tức hiện ra tại trước mắt của nàng, trong phòng có một cái sắc mặt trắng bệch, gần như đã nhanh muốn ngừng thở phụ nữ mang thai, bụng của nàng rất lớn, phần bụng có có chút rung động, đây chính là đại sơn tiền bối nói cái kia phụ nữ mang thai, nghĩ tới đây, nàng lập tức đi vào, cũng là lúc này, đại sơn tiền bối liên động mời lần nữa mở ra, tiểu khả liên, nhờ ngươi, ngươi thuốc linh thất một cái chìa khóa chỉ có thể tiến một người, Ta liền đem phụ nữ mang thai đưa vào đi, chúng ta một mực mở ra vạn tiên liên động, có chuyện gì ngươi theo chúng ta nói. Xin nhờ. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta nhìn thấy phụ nữ mang thai, ta trước xem tình huống một chút, nói, nàng lập tức đi đến phụ nữ mang thai bên người, quan sát một chút về sau, nàng cầm phụ nữ mang thai tay, một lát sau, nàng hơi hơi nhíu mày, phụ nữ mang thai tình huống thật nhiều không ổn a, à. ma khí gần như đã phong ấn nàng trong lúc mang thai thai nhi vừa mới phụ nữ mang thai phần bụng đang động cũng không phải là thai nhi đang động, mà là trói buộc thai nhi ma khí. Thai nhi một mực đang hấp thụ phụ nữ mang thai sinh mệnh khí tức cùng trong cơ thể linh khí. Nói cách khác, cái này phụ nữ mang thai trong thân thể không chỉ là bị ma khí ma chướng ảnh hưởng, nếu như phụ nữ mang thai sinh mệnh lực lượng bị toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, cái này sinh ra tới, nhất định là cái ma thai. Vừa nghĩ tới đó, Giang Thiên Ngữ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, suy nghĩ một chút, Nàng bỗng nhiên lấy ra mình mệt mỏi ký tự ấn, sau đó tại phụ nữ mang thai phần bụng giống con dấu đồng dạng nhẹ ấn xuống một cái. Sau một khắc, Giang Thiên ngữ phát hiện phụ nữ mang thai phần bụng ma khí bình tĩnh lại, phụ nữ mang thai sinh mệnh lực cũng không còn sói mòn. Thấy dạng này hữu dụng, Giang Thiên ngữ cho phụ nữ mang thai đâm mấy châm, đổi tỉnh nàng. Phụ nữ mang thai mở to mắt phản ứng đầu tiên là che bụng của mình, "Con của ta." Giang Thiên ngữ ôm nhu an ủi, "Ngươi đừng sợ." con của ngươi trước mắt vẫn là bình an. Đến, ngươi trước phục cái đang dược, nói, nàng đổ ra một hạt cửu khổng tán ma đang cho nàng. Phụ nữ mang thai lúc này mới nhìn rõ bên cạnh mình xuất hiện mỹ mạo nữ tử, ngươi là ai? Giang thiên ngữ gặp nàng không biết mình, nhẹ giọng giải thích nói, nghề nghiệp của ta là tam giới linh y, ngươi bây giờ tại thuốc của ta linh thất bên trong, là đại sơn tiền bối đưa ngươi tới. Phụ nữ mang thai nghe xong thở dài một hơi, tạ ơn mời ngươi mau cứu con của ta. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, cho nàng cho ăn đang dược, sau đó lại mang tới một chút dược liệu, bắt đầu phối chế dược liệu. Nữ tử tinh thần tốt hơn một chút một điểm về sau, yên lặng nhìn xem động tác của nàng, xin hỏi quán chủ họ gì, ta gọi trăm tiểu ngữ. Ngươi chuẩn bị hài tử quần áo sao, nữ tử gật gật đầu, chuẩn bị, nói, nàng mở ra trên tay mình nhẫn chứa đồ, lấy ra một bao lớn hài nhi quần áo, nhưng Giang Thiên Ngữ nhìn thấy cái này bốc lên ma khí cùng điểm điểm huyết tinh tia sáng bao phục lúc, gần như là không chút nghĩ ngợi liền bắn ra một đám lửa, đem toàn bộ bao phục cho đốt. Nữ Tử Lăng Lăng nhìn xem nàng, cái này, Giang Thiên Ngữ có chút ngưng lông mày, ta cũng không biết các ngươi là đi nơi nào, nhưng cái này bao phục rõ ràng là bị ma khí ô nhiễm. Trừ cái đó ra, cái này bao phục bên trên còn dính ma huyết khí tức. Chương 430, Nam ảnh ca ca, ngươi đều thử nhìn một chút nữ tử khẽ giật mình, ta. Ta không biết, vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, ma nhân. Không tốt, hộ tống đội ngũ của ta bên trong có ma nhân. Của ta bao phục cũng chỉ có hắn chạm qua. Cái này. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, nữ tử lập tức gấp, vừa sốt ruột, bụng của nàng lần nữa đau, giang thiên ngữ kiểm tra một chút, trầm giọng nói, muốn sinh. Ngươi nhịn một chút, ta chuẩn bị cho ngươi một chút sinh sản vật cần thiết nói nàng cấp tốc từ linh y quán bên trong lấy một con chứa đầy nước thùng lớn đem nước đốt lên sau đó xách đến một con chậu lớn từ quần áo của mình bên trong tìm một đầu sạch sẽ chăn lông mấy món mềm mại quần áo nhanh chóng tiến thuốc linh thất giúp đỡ phụ nữ mang thai sinh sản lúc đầu phụ nữ mang thai cho là mình sẽ rất khó sinh nào biết được vẻn vẹn một thắt đồng hồ tay nàng liền nghe được mình hài tử tiếng khóc Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ tốt như thế sinh, đứa nhỏ này thật là một chút cũng không có gây phiền toái cho mình, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, nguyên bản trói buộc tại hài nhi trên người ma linh khí tức cũng không có theo hài tử xuất sinh mà xuất hiện, nhưng ngay tại nàng xử lý tốt hài tử, chuẩn bị cho phụ nữ mang thai thanh lý cuốn trốn thời điểm, Giang Thiên Ngữ phát hiện có một đoàn hắc khí bay ra, ngay tại hướng cạnh cửa sông, chuẩn bị tùy thời thoát đi. Giang thiên ngữ kỳ thật sửng sốt một chút mới sử dụng phù dùng, ấn phù chi quan một bao phủ tới, đoàn kia hắc khí ma linh khí tức lập tức tiêu tán, im hơi lặng tiếng, thậm chí liền phụ nữ mang thai bản thân đều không có phát hiện dị thường. Phụ nữ mang thai ôm lấy mình thiên tân vạn khổ sinh ra nhi tử, mỉm cười hạnh phúc một hồi lâu mới phản ứng lại, trăm quán chủ, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ làm cho phu quân ta thật tốt đáp tạ ngươi, giang thiên ngữ cười cười, không cần khách khí kỳ thật ngươi hẳn là tạ ơn đại sơn tiền bối nếu không phải hắn tại đem hết toàn lực trợ giúp ngươi ta cũng không thể nào cứu được ngươi phụ nữ mang thai gật gật đầu ta sẽ thật tốt tạ ơn hắn đúng ta có thể hay không ở đây lại đợi một hồi bảo hộ đội ngũ của chúng ta bên trong nhất định là có ma nhân phải tranh thủ thời gian thông báo những người khác mới được giang thiên ngữ suy nghĩ một chút lập tức liên động đại sơn tiền bối đem phụ nữ mang thai nói nói cho hắn Đại Sơn nghe xong sững sờ một hồi lâu mới nói, ta biết, ta sẽ điều tra ra, tiểu khả liên, lần này làm phiền ngươi, ngươi có thế không có thể giúp chúng ta chiếu cố nàng một trận, nàng là chúng ta nhiệm vụ lần này mấu chốt, nàng không thể có sự tình, con của nàng cũng không thể có sự tình, được rồi, ngươi yên tâm đi, cùng Đại Sơn tiền bối trò chuyện qua đi, Giang Thiên Ngữ từ linh y quán bên trong mang tới kim khâu, tự mình cho phụ nữ mang thai hài tử may hai kiện tiểu y phục phụ nhân nhìn xem trong tay nàng tiểu y phục, tò mò nói ra, trăm quán chủ thật là khéo tay, thế mà lại còn làm quần áo. Thật là rất đa tạ ngươi, Giang Thiên Ngữ vừa cười vừa nói, ta cũng là lần đầu tiên giúp người đỡ đẻ, cái này coi như là ta cho bảo bảo tiểu lễ vật. Phụ nhân cảm kích nhìn xem nàng, trầm mặt một hồi mới nói, ta gọi Phượng Nên, thật nhiều cảm tạ ngươi, không cần khách khí như thế, ngươi chiếu cố hài tử, ta đi chuẩn bị cho ngươi một điểm dược thiện, tạ ơn. Giang Thiên ngữ cười cười, quay người rời đi thuốc linh thất, ngay tại nàng tại cho Phượng nên nấu thuốc thiện cháo thời điểm, nàng đeo ở trên người truyền âm cổ tệ truyền đến Túc Vương thanh âm, "Thiên tiểu ngữ, nên đi ra ăn cơm." Giang Thiên ngữ mỉm cười, lập tức nói, "Nam ảnh ca ca, ta tại làm dược thiện. Ta vừa mới giúp một cái phụ nữ mang thai đỡ đẻ." Nàng một bên bận rộn, một bên giải thích, đồng thời, nàng cũng rất hưng phấn nói lên mình hệ thống thăng cấp sự tình. An toàn phòng bên này Nam Cung Túc ảnh một mặt bất đắc dĩ, xem ra hôm nay cơm lại phải chính hắn ăn. Có điều, thiên tiểu ngữ hệ thống có thế tại vạn tiễn thần mộ mở ra trước thăng cấp, cái kia cũng rất không tệ. Chạng vạn tối thời điểm, Đại Sơn tiền bối cho Giang Thiên Ngữ truyền đến tin tức, bọn hắn trong đội ngũ ma nhân tìm được, sự tình đã xử lý, bọn hắn phải thừa dịp thời gian này nhanh chóng đưa Phượng Nên về nhà. Giang Thiên Ngữ có chút bận tâm vừa ra đời hài tử quá mức dày vò, cho nên cho nàng tìm đến một cái chứa đồ vật rỗ lớn cải tiến một chút về sau ở bên trong trải lên mềm mại chăn mềm bốn phía bày lên sinh linh trận lúc này mới đem hài tử cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào các ngươi trên đường đi chú ý an toàn thân thể của ngươi vẫn còn tương đối suy yếu chú ý giữ ấm nói nàng đưa phượng nên một viên bố trí sinh linh trận dạ linh châu phượng nên cảm kích nhìn xem nàng tạ ơn bách cô nương đại ân đại đức của ngươi ta nhất định sẽ không quên không cần khách khí, gặp lại, gặp lại, Phượng Ngân sau khi đi, Giang Thiên Ngữ phát hiện thuốc linh thất chìa khóa lần nữa trở lại trong tay của nàng, đồng thời thuốc linh thất ánh sáng cũng biến mất, Giang Thiên Ngữ mỉm cười, sau đó lại lần nhìn về phía mình hệ thống không gian tủ, trừ thuốc linh thất, nàng có thế mua còn có không ít, có điều, nàng vẫn là lại mua bốn gian thuốc linh thất, về sau, nàng lại mua hai gian tu luyện thất, hai gian chữa thương thất, hai gian tĩnh tâm thất, hai gian đột phá thất, một gian hỏi bệnh thất, một gian phòng giải phẫu, một gian dược thiện thất, cuối cùng, nàng lại mua bốn gian phối dược thất, làm hệ thống điểm tích lũy tiêu đến chỉ còn lại hơn bốn nghìn điểm tích lũy, cái gì cũng mua không được lúc, gian thiên ngữ lần nữa cảm khái, điểm tích lũy quá dùng tốt, sử dụng liền không có, trở lại an toàn phòng. Giang thiên ngữ mười phần ủy khuất đem mình điểm tích lũy gần như sắp dùng hết sự tình nói cho nhà mình phu quân. Nam ảnh ca ca, vạn tiễn thần trong mộ còn có hay không ma thú, chúng ta lại đi trấn áp mấy đầu đi. Nam cung túc ảnh buồn cười nhéo nhẹ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thiên tiểu ngữ, ngươi không cảm thấy, để ta mệt mỏi một mệt mỏi, kiếm được điểm tích lũy càng nhiều, càng dùng ít sức sao? Giang thiên ngữ quay mặt chỗ khác không nhìn hắn, coi như nàng nghĩ, nhưng bây giờ địa điểm cũng không đúng lắm a. À. An toàn phòng mặc dù chỉ là bọn hắn đợi, nhưng cũng không thể đóng lại an toàn phòng làm chuyện xấu đi. Lại nói, nhiều người như vậy ở bên ngoài trông coi. Vạn Nhất nghe được nhiều mất mặt, nam cung Túc ảnh giống như biết nàng đang lo lắng cái gì, hắn kéo qua eo của nàng, đầu hơi thấp, ghé vào bên tai nàng nói ra, "Ngươi không phải vừa mua nhiều như vậy thuốc gì linh thất, tu luyện thất sao? Nếu không, ngươi cho ta cái chìa khóa, chúng ta tùy tiện đi một gian." "Ta cũng tốt thử xem ta có phải là cũng có thể vào." Giang Thiên ngữ nghe xong, tự động bỗng nhiên trước mặt hắn, trọng điểm đặt ở một câu cuối cùng, suy nghĩ một chút, nàng lấy ra một gian tĩnh tâm thất một gian tu luyện thất một gian thuốc linh thất chìa khóa cho hắn nam ảnh ca ca ngươi đều thử nhìn một chút từng tiếp nhận chìa khóa nam cung túc ảnh đi trước thuốc linh thất chìa khóa câu thông ý thức một nháy mắt nam cung túc ảnh phát hiện mình đã đi vào một cái không gian xa lạ cái này cái không gian kỳ thật cái gì cũng không có nhưng thuốc linh khí rất nồng nặc quan hô hấp cũng có thể cảm giác được người dễ chịu rất nhiều nam cung túc ảnh rất hài lòng chí ít hắn đã có thể đi vào thiên tiểu ngữ địa bàn. Về sau, hắn lại đi tu luyện thất, vừa tiến vào tu luyện thất, hắn lập tức cảm thấy khác biệt. Ở đây tu luyện, tốc độ muốn so ngoại giới nhanh rất nhiều, lực lĩnh ngộ cũng so tại ngoại giới muốn tốt. Xem ra, đây quả thật là chỗ tốt, nhưng chờ đến đến tĩnh tâm thất lúc, hắn có chút không bình tĩnh, nhà hắn tiểu nha đầu chẳng biết lúc nào đã qua đến, hơn nữa còn thoát áo ngoài, dường như đang chờ hắn. Chương 431, phong phú thù lao, nam cung túc ảnh một cái kích động, lập tức đi qua đem người bế lên, hôn lên môi của nàng, giang thiên ngữ tránh không khỏi, đành phải tùy ý hắn hôn, ngay tại nàng phát giác được bên hông dây thắt lưng bị buông ra thời điểm, nàng nhịn không được hỏi, nam ảnh ca ca, ngươi tại tỉnh tâm thất đều không có khác cảm giác sao? Không tỉnh tâm sao, nam cung túc ảnh sửng sốt một chút, sau đó trùng điệp tại môi nàng hôn một cái. Ngươi cho rằng để ta tĩnh tâm liền không động vào ngươi rồi hắn liền nói, nha đầu này hôm nay làm sao như thế chủ động, có điều, hắn chỉ thích như vậy thiên tiểu ngữ, nha đầu này căn bản không hiểu nam nhân, làm quần áo từng kiện rơi xuống đất, giang thiên ngữ cũng minh bạch, tĩnh tâm thất, kỳ thật cũng không có như vậy để vắng người tâm. Sau hai canh giờ, giang thiên ngữ cơ hồ là khóc đang cầu tha, có điều, lại sau nửa canh giờ, giang thiên ngữ lại là hài lòng cười, tuy nói tĩnh tâm thất chẳng phải tĩnh tâm, nhưng là, nhà nàng phu quân giống như lại càng dễ mệt mỏi. toại nguyện đạt được 100 vạn điểm tích lũy về sau, Giang Thiên Ngữ thay xong quần áo, xoa đau bút nhất eo đi hệ thống không gian tủ bên kia. Lúc đầu nàng cho là mình lại có thể mua lấy gần 10 gian thuốc linh thất, nào biết hệ thống bên trên vật phẩm lại đổi, nàng bây giờ có thể mua chỉ có hai loại, một, song tu thất, giá bán 100 vạn điểm tích lũy, hai, phòng nghỉ, giá bán 100 vạn điểm tích lũy nhìn thấy cái này hai lựa chọn, Giang Thiên Ngữ có chút mặt đỏ tim rung, này song tu thất cùng phòng nghỉ nhìn xem đều có chút là lạ, xoắn suýt một chút, nàng hay là mua phòng nghỉ, phòng nghỉ chìa khóa vừa đến tay, Giang Thiên Ngữ lập tức phát hiện địa phương khác nhau, phòng nghỉ chìa khóa là có thể thiết lập thời gian nghỉ ngơi, tương đương với định thời gian, trừ cái đó ra, phòng nghỉ chìa khóa thế mà còn có thể điều chỉnh làm lâm thời phòng nghỉ, vẫn là người nào đó chuyên môn phòng nghỉ. Nàng đột nhiên cảm giác được, cái này phòng nghỉ chính là vì nhà nàng túc vương đại nhân chuyên môn định chế mặc dù giờ phút này chân đều có chút đứng không vững nàng có chút ít u oán nhưng nàng vẫn là cầm phòng nghỉ chìa khóa đi tỉnh tâm thất lúc này nam cung túc ảnh đang nghĩ ngợi có phải là về sau muốn để thiên tiểu ngữ cho thêm hắn một chút chìa khóa thời điểm liền gặp thiên tiểu ngữ không nói một lời đi tới đến ném một cái khác biệt chìa khóa cho hắn thấy rõ chìa khóa bên trên phòng nghỉ chuyên môn chữ lúc tâm tình của hắn rất tốt ôm chầm thiên tiểu ngữ eo cái này phòng nghĩ không sai, từng, ta cũng cảm thấy không sai. về sau có điểm tích lũy muốn bao nhiêu mua mấy gian. nam cung túc ảnh lại là điểm nhẹ hạ đầu của nàng, cái này chuyên môn phòng nghĩ ngươi còn muốn cho ai a? À? giang thiên ngữ chỉ chỉ trên tay hắn chìa khóa, cái này cũng có thế điều vì lâm thời nha, có thể cho người khác dùng, dùng để kiếm liên động điểm, cũng có thể cho nhà ta người dùng a. À? kia, buổi tối hôm nay ngươi có muốn hay không lại nhiều kiếm chút điểm tích lũy. Giang thiên ngữ mặt đỏ lên, khô cằn nói, ta mệt mỏi, nam cung túc ảnh cười đồ nàng, chờ kiếm được điểm tích lũy ngươi liền không mệt, ngươi đừng nghĩ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tìm chút thời giờ, đem ngươi căn này phòng nghỉ bố trí một chút tương đối tốt. Về sau đi ra ngoài bên ngoài, cũng không sợ không có chỗ ở, cái này phòng nghỉ cũng có thể làm an toàn phòng đến dùng, không sai. Xác thực có thể làm an toàn phòng đến dùng, nhưng tốt nhất đừng trước mặt người khác dùng. Nam Cung Túc ảnh đưa nàng ôm vào trong ngực, ngữ khí đứng đắn một chút, biết, ta sẽ chú ý, còn có, ta phát hiện cái này tu luyện thất tu luyện so ngoại giới nhanh rất nhiều, cho nên, tại vạn tiễn thần mộ mở ra trước đó, ta dự định bồi dưỡng luyện thất, thiên tiểu ngữ, ngươi ngay tại linh y quán bên trong tốt, an toàn phòng bên kia ta sẽ an bài. Nguyên lai hắn không phải như vậy kế hoạch, nhưng bây giờ thiên tiểu ngữ bên này có tu luyện thất, hắn liền muốn làm tốt nhất dự định mà thực lực bản thân tăng lên là tốt nhất giang thiên ngữ gật gật đầu nhưng nghĩ lại nàng còn nói thêm ta ngay từ đầu không nghĩ tới tu luyện bảo đao có cái này công dụng cho nên chỉ mua hai gian kia một gian khác không bằng cho giả kiếm giả u giả ẩn bọn hắn thay phiên đi tu luyện đi có thể chìa khóa ngươi cho ta bọn hắn mỗi người vòng một ngày tranh thủ tại vạn tiễn thần mộ mở ra lúc tu vi của bọn hắn cũng có chỗ đề cao được Giang Thiên Ngữ đem hai gian tu luyện thất chìa khóa cho hắn, sau đó đi linh y quán bên trong quay trở ra, nhìn có thể đem thứ gì dọn đi phòng nghỉ, bố trí phòng nghỉ. Nam cung túc ảnh về an toàn phòng thu xếp một chút, sau đó liền tiến tu luyện thất, chuyên tâm tu luyện. Giang Thiên Ngữ mỗi ngày chính là làm nhiệm vụ, luyện chế đang dược, thời gian còn lại chính là không ngừng mà vì phòng nghỉ mua thêm đồ vật, làm một chút đồ ăn. Hai ngày sau một cái buổi sáng, Giang Thiên Ngữ vừa tỉnh lại, đột nhiên phát hiện có người đưa tặng nàng 50 vạn liên động điểm, mà nghề nghiệp của nàng đẳng cấp càng là trực tiếp từ linh giai tam đẳng thăng đến linh giai cửu đẳng. Bất thình lình biến hóa thực sự là đem nàng cho kinh lấy, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, ngay tại nàng nghi hoặc không hiểu, coi là vạn tiên liên động bài vị khí cũng xảy ra vấn đề thời điểm, đại sơn tiền bối tìm nàng, tiểu khả liên, lần trước phải cảm tạ ngươi. Ngươi biết chúng ta lần trước bảo hộ cái kia phụ nữ mang thai là ai chăng? Giang Thiên ngữ ngơ ngác một chút, nàng nói nàng gọi Phượng Ngên, khác ta đến là không rõ ràng. Đại Sơn cười ha ha hai tiếng, Phượng Ngên đối ngươi đến là thành thật. Phượng Ngên nhưng thật ra là Phượng tộc tộc trưởng thứ hai nữ, trượng phu của nàng là Vạn Tiên Thành thành chủ tại mặt Hàng, Lúc ấy chúng ta đang tìm ngươi trước đó, kỳ thật cũng đi tìm cái khác tiên linh vực đại phu, thậm chí đội ngũ chúng ta bên trong còn có Lớn Y thành người, nhưng Lớn Y thành người đều không có thể làm cho Phượng Ngên bình an sinh hạ hài tử. Giang Thiên Ngữ nghe được cái này, đã minh bạch, nàng vạn tiên liên động bài vị khí bên trên đột nhiên thêm ra 50 vạn liên động điểm, là cái này vạn tiên thành thành chủ thủ bút đi. Quả nhiên, tiếp xuống Đại Sơn liền nói, lần này nhiệm vụ, chúng ta cầm tới phong phú thù lao, bởi vì ngươi cũng tham dự, trợ giúp phượng nên, cho nên tại thành chủ ngoài định mức cho ngươi liên động điểm. Tiểu Khả Liên, về sau chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ thế nào, ta cảm thấy có ngươi gia nhập, ta cái này sáu phương triệu tập sư sẽ làm phải càng tốt hơn. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu, tốt, về sau có cơ hội, chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Khi nói xong a, à, ta gần đây muốn bế quan, chờ vạn tiễn thần mộ mở ra, đến lúc đó ta đi tìm ngươi a, à, được rồi. Ta gần đây cũng tại chuẩn bị xuất hành muốn dùng đan dược, ngươi có gì cần liền nói với ta. Đại Sơn suy nghĩ một chút, ngươi cái này có trợ giúp đột phá đan dược sao? Giang Thiên Ngữ suy tư một trận trợ giúp đột phá đang dược phần lớn sẽ có chút tác dụng phụ ta còn không có luyện chế quá cái này đang dược nếu không ngươi đi ta linh y quán đột phá thất thử xem đại sơn khẽ giật mình ngươi linh y quán còn có đột phá thất a ta xem một chút lúc trước hắn chỉ phát hiện giải phong một cái thuốc linh thất tới không chờ hắn nhìn nhìn kỹ giang thiên ngữ đã cho hắn phát một cái đột phá thất chìa khóa đi qua đây là đột phá thất chìa khóa mặc dù chính ta cũng không có đi đột phá thất đột phá qua nhưng ta cảm thấy đối ngươi là có chút trợ giúp. Ngươi chừng nào thì thuận tiện, mình đi qua nhìn một chút là được, không được ngươi liền mặt khác lại tìm địa phương, lại nghĩ biện pháp. Chương 432, Đào Bảo Tàng, Tạ ơn. Đến lúc đó ta đi xem một chút, ta bên này có người tìm, chúng ta lại liên lạc A. À. Đại Sơn nói lời cảm tạ qua đi liền lập tức biến mất, Giang Thiên Ngữ thu hoạch một nhóm dược liệu về sau, liền cầm cái băng ngồi linh y quán tử sắc giao dịch màn sân khấu nhìn đằng trước nhìn có gì có thể mua, có điều, mua sau một lúc, nàng phát hiện giao dịch màn sân khấu bên trên vật phẩm lớn chủ yếu là dược liệu cùng đan dược, còn có một số luyện đan, luyện khí phụ trợ vật liệu, nghỉ một trận, nàng vẫn là về phòng nghỉ, ngồi tại bên cạnh bàn cẩn thận lật xem liên động thương thành bên trên vật phẩm, nói đến, vẫn là liên động thương thành bên trên đồ vật nhiều hơn một chút, còn có thế lục soát. Mỗi dạng vật phẩm đều có nhất định giới thiệu, xuất xứ cũng có ghi rõ, cẩn thận sàng chọn một trận, nàng mua một chút huyền vũ gia sản xuất phong linh phù, trấn linh phù, diệt linh phù, diệt thần phù, không gian truyền tống phù, trong chớp mắt hoa 50 vạn liên động điểm, về sau, nàng lại mua vân phong nhà không ít thứ, 20 cái kiểu mới nhất phong linh nhẫn chứa đồ, 10 cái không gian lều vải, 10 khỏa chứa nước linh châu, 10 chui không gian đảo lộn dù, hết thảy tiêu hao 20 vạn liên động điểm, cầm lên những vật này nàng về một chuyến an toàn phòng chủ động tìm được đông nguyên thái tử đông nguyên liệt gặp nàng chủ động tìm mình trong lòng còn cảm thấy phi thường kỳ quái ngươi không phải cùng túc phương rời đi vạn tiễn thần mộ sao giang thiên ngữ có chút nhíu mày chúng ta đi đào bảo tàng ngươi tin hay không đông nguyên liệt sửng sốt một chút lập tức nở nụ cười vậy ta thật đúng là vinh hạnh các ngươi đào bảo tàng trở về còn nói cho ta giang thiên ngữ thần bí nhìn thoáng qua bốn phía rồi mới lên tiếng có đồ tốt cái thứ nhất nghĩ đến ngươi, là cái gì? Đông Nguyên liệt hít sâu một hơi, không hiểu đi theo khẩn trương lên. Giang thiên ngữ đầu tiên là đem một cái kiểu mới nhất phong linh nhẫn chứa đồ đặt ở mặt bàn, giới thiệu nói, đây là vân phong phong linh nhẫn chứa đồ. So trước đó cái không gian kia túi càng tốt hơn một chút hơn, không gian diện tích không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, đều nói trứng gà đều không thả cùng một cái trong giỏ sách, vật phẩm tùy thân của mình tự nhiên cũng giống như vậy, ngươi có muốn hay không mua một cái đông nguyên liệt mang theo vẻ ngờ vực cầm qua trên tay những chứa đồ nhìn thoáng qua ngươi cái này bán thế nào cùng trước đó túi không gian đồng dạng một thành một giới túi không gian thích hợp tất đặt một chút đang dược những chứa đồ thì có thể thả bất luận cái gì ngươi nghĩ thả đồ vật đương nhiên vật sống thả không được đông nguyên liệt nhìn nàng một cái sau đó gật gật đầu được cái này những chứa đồ ta mua được ngươi chờ một chút ta tìm nhân chứng tới nói nàng đối đi theo nàng đến bên này dạ u vẫy vẫy tay, không đợi dạ u đi tới, cẩm vương đã từ một bên khác đi tới, đông nguyên liệt cười cười, ngươi tới tốc độ đến là nhanh, cẩm vương không nói gì, trực tiếp tại bên cạnh hắn ngồi xuống, giang thiên ngữ cũng không nhiều giải thích, trực tiếp lấy ra giấy bút, nghiêm túc viết một phần khế ước, khế ước phía trên liệt rất nhiều khoảng trắng, thuận tiện để đông nguyên thái tử điền thành chỉ tên. Đông Nguyên Liệt nhìn xem kia một chuỗi dài đợi lấp thành chỉ, sững sờ một hồi lâu mới nói, ngươi đây là dự định muốn bán bao nhiêu thứ cho ta a à? Giang thiên ngữ vừa cười vừa nói tránh khỏi một hồi một thành muốn viết một tấm khế ước kia quá phiền phức đông nguyên liệt không nói gì trực tiếp viết lên một thành thành chỉ ấn lên dấu tay của mình cẩm vương cũng không cần bọn hắn giải thích thêm tại nhân chứng vị trí lần nữa ký lên tên của mình dùng máu của mình kích hoạt những chứa đồ về sau đông nguyên liệt dò xét một chút kia những chứa đồ không gian sau đó hài lòng gật đầu có thứ này hắn có thế tùy thân mang theo đồ vật liền càng nhiều sau đó hắn liền càng hiếu kỳ trước mắt tiểu nha đầu sẽ còn bán cho hắn thứ gì gian thiên ngữ cũng không bán cái nút sau đó thả trên bàn thả một viên chứa nước linh châu giới thiệu nói đây là một viên không gian tính chứa nước linh châu bên trong nước chất chính là nước linh tuyền mặc dù không đến mức lấy không hết dùng mãi không cạn nhưng là trong này chỗ chứa đựng lượng nước lại là đủ ngươi dùng tới nhiều năm đi ra ngoài bên ngoài mang theo thuận tiện hãm nghịch cảnh cũng không lo, ngươi có muốn hay không? Đây chính là tiên gia chi vật, Đông Nguyên Liệt nhìn xem trên bàn viên này phản phất thủy quan quanh quẩn chứa nước Linh Châu, trầm mặt một hồi mới nói, cái này trước tiên có thể dùng thử sao, đương nhiên, ngươi cứ việc thử. Viên này là cao cấp chứa nước Linh Châu, nhưng từ ý thức điều khiển, ta trước kia có một viên phổ thông chứa nước Châu, là muốn theo chốt mở, Giang thi Ngữ Kiên nhẫn giải thích, Đông Nguyên Liệt án lấy nàng nói thao tác, làm chứa nước linh châu thật như suối mắt tuôn ra nước lúc đến, hắn chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, thứ này, thật sự chính là rất thần kỳ a. À. trọn vẹn sau một nén hương, đông nguyên liệt lúc này mới quyết định mua xuống cái này chứa nước linh châu, đương nhiên, giang thiên ngữ khế ước bên trên lại nhiều một thành, rèn sắt khi còn nóng phía dưới, giang thiên ngữ lại lấy ra một tấm không gian truyền tống phù, rất là nghiêm túc giới thiệu nói, đây là không gian truyền tống phù, cái này so chứa nước linh châu muốn trân quý được nhiều. Nó có thể để ngươi gặp được nguy cơ thời điểm, tiến hành không gian truyền tống, tránh đi công kích, là bảo mệnh pháp bảo, ngươi có muốn hay không? Cho ngươi ưu đãi, cũng coi như một thành là được. Đông Nguyên Liệt Kỳ thật rất lo lắng nha đầu này đem hắn Đông Nguyên Quốc chia cắt, nhưng không gian này truyền tống phù hắn là thật muốn a. À. Cuối cùng, hắn khẽ cắn môi, vẫn là ra mua. Giang Thiên ngữ nhìn xem Đông Nguyên Liệt kia thịt đau dáng vẻ, vừa cười vừa nói, "Được rồi, khác liền không bán cho ngươi." nhìn ngươi thật giống như cũng mua không nổi. Đông Nguyên Liệt ngay người thời điểm, một bên Cẩm Vương lại là nhịn không được bật cười, kia vật gì khác, ngươi là muốn bán cho bác thần thái tử sao? Giang Thiên Ngữ nhíu mày, ta đối thiên tuyết quốc không cảm giác, đồ tốt không bán cho bọn hắn. Đông Nguyên Thái tử miễn cưỡng tính so kia bác thần thái tử nhìn muốn thuận mắt một chút, không phải ta mới không bán hắn đồ vật. Nói, hắn lấy ra một cái vân phong phong linh nhẫn chứa đồ, một viên chứa nước linh châu đưa cho Cẩm Vương cái này tặng cho ngươi, Cẩm Vương vừa cười vừa nói, ta nhưng không có thành trì tặng cho ngươi nha. Ta đất phong ngươi có muốn hay không? Giang Thiên Ngữ khoát khoát tay, ngươi cùng Đông Nguyên Thái tử bọn hắn không giống, tính là người một nhà, đây là ta cùng Túc Vương tặng cho ngươi, nói, nàng hướng trên ngón tay của mình cũng bộ một cái nhẫn chứa đồ. Đông Nguyên Liệt nhìn xem nàng đeo giới chỉ động tác, tò mò hỏi, ngươi cùng Túc Vương thật đúng là đào bảo tàng đi nha. Giang Thiên Ngữ có chút nhíu mày, khẳng định nha, không phải lấy ở đâu những cái này đồ tốt kia, kia còn có thứ gì bảo vật a? À. Đông Nguyên liệt lòng hiếu kỳ lần nữa bị chống lên, Giang Thiên ngữ lần này tâm tình rất tốt giải thích một chút, kỳ thật cũng không nhiều, chính là có hai mươi cái nhẫn chứa đồ, mười khỏa chứa nước linh châu, mười cái không gian lều vải, mười chui không gian đảo lộn dù, còn có mười mấy tấm truyền tống phù, mấy trương diệt linh phù cùng diệt thần phù, a, à, còn có trấn linh phù cùng phong linh phù, theo giới thiệu. Trấn Linh Phù cùng Phong Linh Phù có thể dùng để đối phó ảnh ma thú dạng này ma vật. Còn có mấy bình thường của thần đan. Cũng chỉ có những vật này, chương 433, một vật một thành, tổng thể không trả giá, đông nguyên liệt nghe được sửng sốt một chút, một hồi lâu hắn mới lên tiếng, là dạng gì thần đan, có trợ giúp tu luyện, ngưng luyện nguyên khí đại nguyên đan, ta lại không tu tiên, cũng không hiểu tu luyện, thứ này nói đến tốt, tốt giống với ta mà nói cũng không có tác dụng gì còn có một loại dưỡng thần đan nghe nói là tuyệt phẩm đan dược có thế tẩm bổ tâm thần trợ giúp tu giả đánh thông kinh mạch cái này không chọn người sử dụng cho nên giữ lại cho mình còn có bình ngưng nguyên đan cũng là tu giả dùng thần đan còn có một bình cửu khổng tán ma đan cùng một bình tử linh trừ tà đan cái này hẳn là sơ tán ma khí cùng loại với giải độc loại đan dược cũng có thể giữ lại cho mình đúng còn có một thứ bí bảo là hai thanh thông hướng tu luyện bí cảnh không gian thực thi nhưng là đều là một lần tính cái này nhà ta phu quân giữ lại cho mình đông nguyên liệt gặp nàng một năm một mười nói đến rõ ràng như vậy không khỏi nói ra ngươi nói thế nào cạn kẽ như vậy ngươi không sợ chúng ta nhớ thương ngươi bảo vật a à, cẩm vương cũng là nhìn xem nàng hắn cũng không hiểu vì cái gì nha đầu này muốn đem mình đào được cái gì bảo tàng sự tình nói cho đông nguyên liệt hơn nữa còn nói đến như thế cụ thể Giang Thiên Ngữ lại là mười phần lạnh nhạt nói ra, các ngươi không phải một mực đang tính toán chúng ta sao, cảm thấy Linh Phi năm đó lưu lại rất nhiều bảo vật cho Túc Vương, kỳ thật, là một cái mẫu thân, chừa chút đồ vật cũng là bình thường. Không phải sao, chúng ta lần này đến, liền toàn bộ móc ra, vậy làm sao một mình ngươi trở về rồi? Đông Nguyên Liệt vẫn là có chút nghĩ không thông, nha đầu này đến cùng là thật đơn thuần, vẫn là thật cảm thấy không quan trọng. Giang Thiên Ngữ có chút bất đắc dĩ nói ra, nhà ta nam ảnh ca ca dùng một cái tu luyện bí thất chìa khóa a hắn tu luyện đi vạn tiễn thần mộ mở ra trước chỉ sợ cũng sẽ không ra tới những vật khác hắn đều cho ta nhưng ta cũng nhằm chán nha ta cũng sẽ không tu luyện túc vương hắn hắn tu luyện đi a đông nguyên liệt kém chút bị nước bọt bị nghẹn hắn người tin tức truyền đến là túc vương mang theo túc vương phi rời đi vạn tiễn thần mộ không biết là đi làm cái gì nhưng nha đầu này thế mà trực tiếp như vậy nói cho hắn túc vương không phải ra ngoài là đi tu luyện vẫn là bế quan tu luyện cái chủng loại kia kỳ thật không chỉ đông nguyên liệt ngoài ý muốn cẩm vương lúc này cũng là khiếp sợ hắn nhìn ra được nha đầu này không có nói láo kia vậy tu luyện bí thất chìa khóa có thể bán một cái cho ta sao đông nguyên liệt hỏi dò nếu như kia trong bí thất còn có cái gì tuyệt thế công phu truyền thừa đây không phải là kiếm bộn Giang Thiên ngữ nhíu mày, ngươi tu luyện sao? Ngươi không tu luyện, đi không phải lãng phí sao? Vậy ta không phải hiếu kỳ sao? Thử nhìn một chút, Giang Thiên ngữ đưa tay từ trong tay áo lấy ra một cái đột phá thất chìa khóa, nghiêm túc nói ra, ta nói cái này tu luyện khả năng không phải luyện một chút kiếm loại này, có thể là viễn cổ nói loại kia tiên thần giới tu luyện. Cái này phía trên viết là đột phá thất chìa khóa, ta đoán là trợ giúp người đột phá, chìa khóa là có sử dụng kỳ hạn trong một ngày ngươi nếu không dùng liền biến mất ngươi khẳng định muốn sao đông nguyên liệt cắn răng nói muốn vậy được đi ngươi ký tên nói giang thiên ngữ đem khế ước chuyển qua trước mặt hắn đông nguyên liệt không có cách nào đành phải lại cắt nhường một thành cầm tới cái kia thanh đột phá thất chìa khóa cầm tới chìa khóa về sau đông nguyên liệt nâng lên một thanh kiếm gần như là lập tức sử dụng chiếc chìa khóa kia nhìn xem đông nguyên thái tử đột nhiên biến mất cẩm vương thở dài một hơi xem ra nha đầu này là thật không có nói láo nàng cho thật là bí cảnh chìa khóa giang thiên ngữ thu hồi trên tay khế ước lẩm bẩm nói đông nguyên quốc bên này ta có sáu tòa thành chính là không có đông nguyên quốc địa đồ không biết cái này sáu tòa thành có phải là liền cùng một chỗ cẩm vương nhìn nàng một cái vừa cười vừa nói là liền cùng một chỗ đông nguyên liệt đưa cho ngươi sáu thành đều tới gần ngươi thủy nguyệt thành có điều lại tiếp sau đó hắn khả năng liền sẽ không dùng thành trì cùng ngươi trao đổi hiện tại hắn cho đều là đông nguyên quốc bên trong tương đối nghèo khó thành trì quá nguyên núi thành trì hắn là không dám cho mặc kệ nó có sáu thành cũng được chờ ta tương lai có tiền ta đem cái này sáu thành quay lại xây cái cực lớn tòa thành xây cái nông trường trồng một mảnh biển hoa một mảnh dược viên nghe hắn hình dung cẩm vương kìm lòng không đặng tưởng tượng một chút cái kia hình tượng không thể không nói cuộc sống như vậy thật nhiều khiến người hướng tới trầm mặc một hồi hắn bỗng nhiên nói ra, nếu như ngươi muốn phong cảnh Mỹ hảo thành trì, kỳ thật có thể cùng bắt thần thái tử giao dịch, thủy nguyệt thành phía bắc phương hướng có một con sông lớn, sông lớn một bên khác chính là thiên tuyết quốc phạm vi, gần đây chính là kính thủy thành, nơi đó nước hồ trong veo trong suốt, như thiên không chi kính, có điều, nơi đó lục địa tương đối ít, tựa như một cái đảo, bốn phía bị các loại lớn nhỏ hồ nước quay chung quanh. Nơi đó không có người nào ở lại, bây giờ bị thiên tuyết quốc người dùng để phạm vi lớn nuôi dưỡng hoa sen, trồng củ sen. Ngươi có thể ở phía trên xây mấy chiếc hoa thuyền, trồng lên ngươi thích thuốc sen, hoặc là, Giang Thiên Ngữ miễn cười, nghe rất không tệ. Vậy ngươi giúp ta đi hỏi một chút bắt thần thái tử đi, nhìn hắn muốn hay không cùng ta giao dịch, được. Ngươi chờ một chút. Trẩm vương nói một tiếng, lập tức đi mời bắt thần thái tử, lúc này, dạ u đi đến, vương phi, nếu như muốn cùng bắt thần thái tử hợp tác, ta cảm thấy không bằng cùng cổ ưng quốc hợp tác, đem cổ ưng quốc Bắc Vịnh Thành muốn đi qua, nơi đó tới gần mặt Bắc Thành, bắt kỵ doanh lâu dài canh gác Bắc Vịnh Thành, lãng phí không ít binh lực, nếu như Bắc Vịnh Thành về chúng ta, vậy chúng ta phòng thủ muốn càng dễ dàng hơn nhiều, cổ ưng quốc cũng không dám lại từ bên kia lén qua, Giang Thiên Ngữ nghe xong, không khỏi gật đầu, đề nghị này không tệ. Vậy ngươi đi mời một chút cổ ưng quốc thái tử cùng thái tử phi, xem bọn hắn có hay không cái ý này nguyện ta về trước an toàn của chúng ta phòng vâng dạ u lên tiếng lập tức đi hướng cổ ưng quốc khu nghỉ ngơi một khách đồng hồ về sau cổ ưng quốc thái tử thái tử phi thiên tuyết quốc thái tử đi vào nam linh quốc an toàn phòng nam linh quốc bên này cẩm vương cùng cẩn thiên vương cũng đều tới mọi người đều biết ý đồ đến cho nên giang thiên ngữ trực tiếp đem mình có thể cung cấp ra tới đồ vật để lên bàn giới thiệu sơ lược qua đi nàng để chính bọn hắn chọn lựa một vật một thành các ngươi có thể tự mình lựa chọn cũng có thể lựa chọn không giao dịch hết thảy bằng các ngươi tự nguyện phong nhuế dò xét trên bàn vật phẩm một hồi lâu mới nói nghe nói bắt thần thái tử cầm tới một cái bí thất chìa khóa khi chìa khóa còn gì nữa không không có hết thảy liền hai thanh các ngươi muốn bắt vịnh thành bắt vịnh thành đối với chúng ta cổ ưng quốc đến nói rất trọng yếu cho nên chúng ta muốn bao nhiêu chọn mấy thứ vật phẩm mới được. Giang Thiên Ngữ có chút nhíu mày, một vật một thành, tổng thể không trả giá, nói, nàng quay đầu nhìn về phía thiên tuyết quốc thái tử, bắt thần thái tử có muốn đồ vật sao, bắt thần vọt xoắn suýt một trận, chỉ vào trên bàn nhẫn chứa đồ nói, ta muốn một cái nhẫn chứa đồ, một tấm diệt thần phù, một tấm truyền tống phù. Chương 434, nàng nghĩ hắn, có thể, cần ba thành giao dịch, lấy kính thủy thành làm cơ sở điểm liên kết ba thành, có gì dị nghị không? Bắc thần thái tử mặc dù có chút thịt đau, nhưng vẫn gật đầu, có thể, ký tên đi. Giang thiên ngữ trực tiếp đem khế ước thả ở trước mặt hắn, ra hiệu hắn ký tên, Bắc thần vọt cấp tốc ký tên, cầm đồ vật liền đi. Phong nhuế thấy túc vương phi một điểm trả giá cơ hội cũng không cho bọn hắn, trong lòng rất là bất mãn, nhưng đồ vật bọn hắn cũng là thật muốn, xoắn suýt hồi lâu, hai người vẫn là cùng bắt thần thái tử đồng dạng, mua một cái nhẫn chứa đồ, một tấm diệt thần phù, một tấm truyền tống phù. Giang Thiên Ngữ cũng không thúc bọn họ, cũng không cho bọn hắn nhiều giới thiệu, chỉ là một bộ công sự hóa làm bộ dáng để bọn hắn ký tên. Cổ ưng quốc thái tử hoàn thành giao dịch về sau, nhìn Túc Vương Phi ánh mắt có một chút phức tạp, nhìn xem trên bàn đồ tốt, hắn đột nhiên rất ngẫm lại đoạt Túc Vương Phi là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại, hắn sẽ không thật làm như thế, chí ít, tại vạn tiễn thần mộ còn chưa mở ra trước hắn sẽ không như thế làm mang theo một chút hâm mộ và khó tả đố kỵ hắn cầm lên mình giao dịch đến vật phẩm cũng rời đi nam cung cẩn thiên gặp người đi xa lúc này mới thất giọng nói ra trên tay ngươi còn có nhiều như vậy bảo vật lại bị bọn hắn nhìn thấy nhưng thật ra là có chút đáng chú ý không có bị bọn hắn nhìn thấy bọn hắn đồng dạng tính toán chúng ta không quan hệ bọn hắn nhìn thấy cũng tốt bảo vật số lượng là có hạn ta có thể bán cho bọn hắn, cũng đồng dạng có thể bán cho người khác." Dứt lời, nàng lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, một viên chứa nước linh châu đưa cho Nam cung Cẩn Thiên, "Đây là ta cùng Túc Vương tặng cho ngươi." Nam cung Cẩn Thiên sững sờ, "Ngươi có thể dùng để đổi một thành đồ vật, ngươi thế mà muốn tặng cho ta, phía trước ta cũng đưa cho Cẩm Vương, coi như đối xử như nhau." "Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, các ngươi cùng Đông Nguyên Thái tử bọn hắn những người kia khác biệt, mặc dù lập trường của chúng ta khả năng khác biệt, nhưng cùng là nam linh quốc người, coi như mình người. Nam cung cẩn thiên vốn là muốn giải thích một chút, nhưng há to miệng, nhưng lại cũng không nói gì lối ra. Lão ngũ đều thu đồ đạc của nàng, hắn không thu, giống như cũng không tốt lắm, mà lại, hắn kỳ thật không nghĩ cự tuyệt nàng lễ vật. Giang thiên ngữ gặp hắn thu đồ vật, kỳ thật còn thở dài một hơi, nàng nghĩ rất đơn giản, vạn tiễn thần mộ mở ra sắp đến, thêm một cái đứng phía bên mình người, dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. Cẩm vương cùng cẩn thiên vương cùng túc vương mặc dù trước đó lập trường khác biệt, nhưng theo thái thượng hoàng thoái vị, thái tử kế vị, lại thêm nam ảnh ca ca lại thành nhiếp chính vương, dạng này triều đình cách cục trong thời gian ngắn khẳng định là sẽ không lại thay đổi. Nói cách khác, bọn hắn là có thể lôi kéo, là có thể thành là người mình, nếu như một ít vật nhỏ có thể thu mua, khi nhất cực kỳ đơn giản. Cẩn thiên vương cùng cẩm vương rời đi về sau, giang thiên ngữ đem những chứa đồ, chứa nước linh châu cùng không gian đảo lộn dù, các loại linh phù đều cho một phần cho giả kiếm, giả ẩn cùng giả u bọn hắn. Về sau, nàng liền an tâm đợi tại linh y quán bên trong làm nhiệm vụ, lặng lặng chờ đợi vạn tiễn thần mộ mở ra. Giang thiên ngữ không biết là, bởi vì đông nguyên quốc thái tử, thiên tuyết quốc thái tử, cổ ưng quốc thái tử mua được những chứa đồ nghịch thiên như vậy bảo vật. Túc Vương tại vạn tiễn thần trong mộ đào được bảo tàng tin tức cũng không đường mà đi, lại lấy thời gian nhanh nhất truyền khắp chư quốc cũng chính là bởi vì dạng này càng ngày càng nhiều người trước thời gian chạy tới vạn tiễn thần mộ thậm chí liền nam linh quốc tân hoàng nam cung thừa hạo cũng cấp tốc làm thu xếp lấy tốc độ nhanh nhất sắc phong tả du kỳ vì thái hậu sau đó mang theo hắn hoàng hậu chạy đến vạn tiễn thần mộ lúc đầu bọn hắn cũng đã nghĩ kỹ đi vào vạn tiễn thần mộ về sau nhất định phải nghĩ biện pháp chế ước gian thiên ngữ thế nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là chờ bọn hắn đuổi tới vạn tiễn thần mộ lại ngay cả lấy thủ vài ngày đều không nhìn thấy Giang Thiên Ngữ bóng người. Thời gian chớp mắt liền đến ngày 1 tháng 4, một ngày này buổi sáng, một mực bị ma khí quanh quẩn vạn tiễn thần mộ bỗng nhiên xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái, giữa ban ngày, vạn tiễn thần mộ trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vòng cong cong mặt trăng, sau đó, toàn bộ màn trời bên trong bị vô số tinh quang thắp sáng, bất thình lình biến hóa cho người ta truyền tống một cái tin tức, vạn tiễn thần mộ sẽ phải mở ra, thế là, tất cả mọi người rút lui an toàn phòng, bắt đầu chạy tới tường không gian họa chỗ, đợi đến chạng vạn tối thời điểm, màn trời bên trên mặt trăng càng sáng hơn, càng khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi là, trước đó một mực đứng im bất động mặt trăng thế mà bắt đầu theo màn trời bên trong ngôi sao chớp động mà di động, sau hai canh giờ, có người phát hiện khiến người khiếp sợ một màn. Vạn tiễn thần trong mộ che chắn người tầm mắt hắc sắc ma khí thế mà bắt đầu tiêu tán mắt thấy tất cả mọi người tại tụ hướng tường không gian họa chỗ, Cẩm Vương bắt đầu lo lắng, tiểu cửu cùng Túc Vương Phi còn không có tới, dạ kiếm, ngươi gia chủ tử nhưng có nói lúc nào sẽ trở về. Có chút lo lắng Cẩm Vương nhịn không được hỏi thăm một mực canh giữ ở an toàn bên ngoài nhà dạ kiếm, dạ kiếm trong lòng cũng là gấp, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ rất bình tĩnh, liền hai ngày này, vậy ta trước đi qua nhìn một chút, ngươi gia chủ tử nếu là tới, để bọn hắn mau tới tường không gian họa thông đạo nơi đó vạn tiễn thần mộ sợ là muốn trước thời gian mở ra được nếu như ngày mai bọn hắn còn không có đến tốt nhất nghĩ biện pháp thông báo bọn hắn sớm một chút tới ta nhận được tin tức một khi vạn tiễn thần mộ mở ra cổ ưng quốc người đi vào trước khả năng sẽ nghĩ biện pháp phong ấn thông đạo không khiến người khác tiến vào hắn sợ tiểu cửu bọn hắn chạy tới lúc trễ dù sao bế quan tu luyện người rất có thể sẽ thật quên thời gian dạ kiếm chỉ là gật đầu cũng không nhiều lời nói hắn biết chủ tử nhất định sẽ không bỏ qua vạn tiễn thần mộ mở ra thời gian lúc này gian thiên ngữ vừa mới cùng đại sơn tiền bối cùng một chỗ hoàn thành một cái cứu chữa nhiệm vụ trở lại linh y quán nàng đứng tại tu luyện thất ngoài cửa có chút bất đắc dĩ thở dài nam ảnh ca ca ngươi lần bế quan này thật là đủ lâu vừa nói xong nàng lại có chút hơi buồn bực nhà nàng phu quân đại nhân giống như thật là quên nàng hắn vừa mới bắt đầu bế quan thời điểm mỗi lúc trời tối sẽ còn ra tới cùng chính mình nói nói chuyện, cùng một chỗ ăn một bữa cơm cái gì, nhưng về sau, hắn giống như liền quên thời gian, nói đến, nàng đã có gần 10 trời chưa từng gặp qua hắn, nàng nghĩ hắn, ai? Hiện tại là đến phiên hắn quên thời gian, để nàng đợi, một người tùy tiện ăn chút gì, nàng lại tiếp tục luyện chế đang dược đi. Ngày 3 tháng 4, Giang Thiên Ngữ gặp nàng nhà phu quân đại nhân vẫn không có xuất quan, không muốn từ bản thân, nàng dứt khoát liền tự mình rời đi linh y quán, ra an toàn phòng, nàng vừa xuất hiện, giả dạ kiếm không khỏi thở dài một hơi, vương phi, vạn tiễn thần mộ hẳn là muốn mở ra, tường không gian họa bên kia đã chậm rãi biến thành trong suốt sắc. Chủ tử lúc nào tới, giang thiên ngữ thở dài một hơi, khả năng muộn một chút đi. Chúng ta đi trước tường không gian họa bên kia nhìn xem, không đợi chủ tử sao, không đợi. Đi thôi. Chương 435, chút tổn thất này quá nhỏ, lúc này, vạn tiễn thần mộ tường không gian họa trước thông đạo đã bu đầy người. Tất cả mọi người tại nghiêm túc đánh giá kia phản phất thực cảnh bích họa, sợ hãi tháng phục tại nó thần kỳ. Không gian này bích họa quá thần kỳ, ta vừa mới cảm giác được gió, ta tay tham tiến vào, thế mà cảm thấy có gió thổi qua ta khe hở. Có người vui mừng nói, các ngươi nhìn tranh này bên trên nước hồ, nhiều trong veo, ta tay vừa mới đưa tới, cảm giác đụng phải nước. Nhìn, ngón tay của ta thế mà là ẩm ướt cái này hoa nở nhiều xinh đẹp a à? không biết có thể hay không hái bên trên một đóa. mau nhìn mau nhìn hình tượng biến hình tượng biến vẽ lên mặt xuất hiện một gian phòng trúc đám người vây quanh bích họa chỉ rõ thời điểm cẩm vương có vẻ hơi không quan tâm hắn cách mỗi bên trên một hồi đều sẽ về sau nhìn một chút hắn quay đầu thời gian nhiều nam cung cẩn thiên nhịn không được nói ra tiểu cửu là sẽ không bỏ qua hắn sẽ không không tới cẩm vương gật gật đầu không có lên tiếng kỳ thật hắn cũng minh bạch tiểu cửu sẽ không bỏ qua vạn tiễn thần mộ mở ra nhưng hắn vẫn là lo lắng bọn hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất đứng ở một bên chờ không gian thông đạo mở ra tả du kỳ quét cẩm vương một chút cười như không cười nhìn xem bên cạnh mình nam cung thừa hạo bệ hạ ngươi nói chúng ta muốn hay không phái người đi mời một chút nhiếp chính vương bọn hắn đừng không gian này bích họa không gian thông đạo mở ra bọn hắn cho bỏ lỡ nam cung thừa hạo khẽ nhíu mày chờ thông đạo thật mở rồi nói sau cái này sớm nửa tháng trước liền có người nói vạn tiễn thần mộ bộ này tường không gian họa thông đạo muốn mở ra cái này đợi lâu như vậy cũng không có mở ra bây giờ coi như cái này bích họa có chút biến hóa lân cận ma khí đã thanh nhưng hắn vẫn không cho rằng cái này bích họa thông đạo hôm nay có thể mở ra không chừng bọn hắn còn phải chờ trước 10 ngày bán nguyệt chỉ có điều vì để phòng vạn nhất hắn vẫn là để người canh giữ ở nơi này Bệ hạ, nếu không, ta tự mình đi mời bọn họ. Tả Du Kỳ vừa cười vừa nói, Nam Cung thừa hạo đè lại nàng tay, chớ có nhiều chuyện, hắn biết nàng muốn làm cái gì, nhưng hắn không nghĩ nàng lại phức tạp. Tả Du Kỳ có chút bất mãn, nàng cảm thấy Nam Cung thừa hạo quá nhát gan, hiện tại mắt thấy không gian này bích họa phong ấn tại mở ra, thông đạo sắp mở, coi như túc vương bởi vì bế quan không có tới, nhưng gian thiên ngữ nhất định rất nhanh liền sẽ chạy tới, nàng có một loại trực giác nàng cảm thấy, dưới mắt là đối phó gian thiên ngữ thời cơ tốt nhất, thế nhưng là nam cung thừa hạo lại không để nàng rời đi. Ngay tại tả du kỳ nghĩ đến sắp xếp người đi an toàn phòng bên kia trông coi, thừa dịp người ít cho gian thiên ngữ một chút giáo húng thời điểm, một đạo bóng người quen thuộc từ xa mà đến gần đi tới, không cần nhìn thanh người, chỉ cần thấy được thủ hộ ở một bên giả dạ kiếm, nàng liền có thể xác định là gian thiên ngữ phụ nhân kia đến, có điều, lúc này chỉ có gian thiên ngữ cùng giả dạ kiếm hai người. À, xem ra túc vương bế quan còn chưa kết thúc, nàng vỗ vỗ ống tay áo của mình, sau đó đứng thẳng người, chờ đợi lấy Giang Thiên Ngữ tới gần. Nam Cung Thừa Hạo cũng bởi vì tả du kỳ động tác mà phát hiện nơi xa đi tới Giang Thiên Ngữ, mắt thấy người tới gần, hắn chủ động đi phương hướng của nàng đi tới, tả du kỳ sửng sốt một chút, bận biệu kéo hắn lại, ngươi làm gì? Nam Cung Thừa Hạo sững sờ, bên này nhiều người, qua bên kia chào hỏi, tả du kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem hắn, Ngươi là hoàng thượng, sao có thể chủ động tiến lên trước chào hỏi, ngươi không muốn mặt mũi, ta còn muốn mặt mũi đâu? Nàng hiện tại thế nhưng là hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, nàng mới không muốn áp sát tới cùng Giang Thiên ngữ chào hỏi. Nam cung thừa Hạo khẽ giật mình, một thời gian ngừng lại bước chân. Hắn là hoàng thượng không sai, thế nhưng là Giang Thiên ngữ là nhiếp chính vương phi a. Quan trọng hơn chính là, hắn đã thấy lão tam cùng lão ngũ hướng Giang Thiên ngữ đi qua tả du kỳ tự nhiên cũng nhìn thấy cẩm vương động tác của bọn hắn có điều nàng vẫn là chăm chú giữ chặt nam cung thừa hạo ngươi là hoàng thượng chờ lấy bọn họ chạy tới không phải bọn hắn cũng quá không coi ngươi ra gì nam cung thừa hạo vừa định đáp ứng thời điểm lại phát hiện lão tam cùng lão ngủ hai người dẫn túc vương phi đi đúng vậy ba người bọn họ kết bạn đi nhìn cũng không có hướng bọn hắn nhìn bên này một chút cũng không có hướng tường không gian họa bên này góp cứ như vậy đi cái này hắn không bình tĩnh lập tức để người đuổi theo đi xem một chút bọn hắn đi làm cái gì vâng để người theo sau về sau hắn còn có chút không yên lòng cuối cùng cũng không để ý tới nữa tả du kỳ hướng phía giang thiên ngữ bọn hắn rời đi phương hướng đi một bên khác giang thiên ngữ đi theo nam cung cẩn thiên cùng cẩm vương thấy một người cổ ưng quốc nhị hoàng tử vũ thiệu vũ thiệu cũng là trực tiếp nhìn thấy túc vương phi về sau trực tiếp nói thẳng ý đồ đến nhiếp chính vương phi ta muốn cùng ngươi giao dịch một vài thứ những chứa đồ không gian đảo lộn dù chứa nước linh châu cùng các loại linh phù ta đều muốn ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu giang thiên ngữ nghi ngờ nhìn hắn một cái biết phép tắt sao vũ thiệu gật đầu biết một thành một vật ngươi có cái quyền lợi này bắt ngươi cổ ưng quốc thành trì đến giao dịch vũ thiệu lần nữa gật đầu có nhíp chính vương phi có chỗ không biết ta là thụ phụ hoàng ta ý tứ đến cùng ngươi giao dịch khế ước ta đã viết xong phụ hoàng ta cũng đã đóng đại ấn ồ vì sao thành trì không thể so những cái này tục vật có trọng yếu không các ngươi lập tức giao dịch nhiều như vậy thành trì các ngươi không sợ sao vũ thiệu cười giải thích không dối gạt vương phi phụ hoàng ta làm như vậy cũng là có mưu đồ phụ hoàng ta càng nhìn trúng vạn tiễn thần mộ mở ra về sau tiến vào không gian thông đạo sau đạt được lợi ích vài tòa thành trì mà thôi nói tổn thất lớn kỳ thật cũng không có lớn như vậy lại nói câu trực tiếp, nếu như có vận khí tìm được ngôn linh ngọc, hoặc là có thể so với ngôn linh ngọc tiên gia thần vật, kia vài tòa, vài chục tòa thành trì tổn thất, liền cùng thịt mũi giống như, Giang Thiên Ngữ liền giật mình, nàng không nghĩ tới cổ ưng quốc người thế mà là nghĩ như vậy, Nam Cung Thừa Hảo biết nàng có nghi hoặc, thế là nhẹ giọng giải thích nói, đạt được ngôn linh ngọc có thế khởi tử hoàng sinh, nếu không nữa thì, đạt được cái gì tiên gia bảo vật cũng có thế kéo dài tuổi thọ trường sinh bất lão nhưng so sánh cái gì vài tòa thành trì trọng yếu nhiều, lại nói, đưa cho ngươi thành trì cũng không phải đô thành, chút tổn thất này quá nhỏ, Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, nếu nói như vậy, cái kia cũng đúng, trường sinh bất lão xác thực so vài tòa thành trì muốn hấp dẫn người, có điều, nàng muốn vẫn thật là là thành trì, cho nên, nàng xuất ra 10 dạng vật phẩm cùng vũ thiệu hoàng tử tiến hành giao dịch, tại tất cả mọi người ký qua chữ về sau, nàng đắp lên mình ấn phù, nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Cũng chính là tại bọn hắn hoàn thành giao dịch một nháy mắt, Nam Cung Thừa Hạo cùng Tả Du Kỳ đi tới. Tả Du Kỳ vừa nhìn thấy Giang Thiên Ngữ nhanh chóng thu lại khế ước, lập tức nghĩ đến cái gì, nàng dùng sức lắc lắc Nam Cung Thừa Hạo tay, bệ hạ, nàng lại cùng người giao dịch. Ngươi nói, nàng muốn nhiều như vậy thành trì, có phải là nghĩ mình làm nữ hoàng A? À? Giả tâm của nàng cũng quá lớn, Nam Cung Thừa Hạo sửng sốt, nữ hoàng, chương 436, thực sự là quá mất mặt cái này thật tốt làm sao liền kéo tới muốn làm nữ hoàng bên trên rồi. Tả Du Kỳ gặp hắn không có phản ứng, lần nữa vu khống nói, nàng đều đã là nhiếp chính vương phi, túc vương lại cưng chiều nàng như vậy, hiện tại cũng có người nói, nếu là nàng tùy tiện giật dây một chút túc vương, túc vương nhất định liền sẽ dùng nhiếp chính vương quyền lợi đem ngươi đá xuống hoàng vị. Nàng bây giờ tại vòng thành vòng địa, nhất định là muốn mượn lấy túc vương lực lượng quá nữ hoàng nghiện, ngươi không có nghe nói sao, cùng nàng giao dịch những cái kia thành trì, Biết tất cả đều là nàng giang thiên ngữ danh tự. Không tin ngươi bây giờ đi qua nhìn, ta nhìn thấy nàng đem khế ước thu lại, nàng còn thừa dịp túc vương không tại, thông đồng cẩn thiên vương cùng cẩm vương, tả du kỳ sứ mệnh bố trí thời điểm, giang thiên ngữ bỗng nhiên hướng bọn họ bên này nhìn lại, giang thiên ngữ ánh mắt nhàn nhạt, giống như chỉ là lơ đãng như thế xem xét, nhưng tả du kỳ lại cảm thấy có một cổ cái gì lực lượng bóp lấy cổ của nàng, hô hấp cũng bắt đầu không thông, nàng rất muốn hô một tiếng, yêu nữ, trực giác nói cho nàng, nhất định là Giang Thi Ngữ đối nàng làm cái gì, thế nhưng là, bởi vì nàng không phát ra được âm thanh đến, cho nên đành phải trừng mắt bên người nam cung thừa hạo, liều mạng kéo hắn, có thể là nàng vội vàng một chút, đại lực một chút, trực tiếp liền cào nát nam cung thừa hạo cánh tay, bị đau nam cung thừa hạo nháy mắt hất ra nàng tay, không vui nhìn xem con mắt trừng to lớn, như cái quỷ thắt cổ đồng dạng tả du kỳ, ngươi không muốn mỗi ngày đều dạng này lải nhải có ý nghĩ gì, không muốn người trước nói như vậy, hắn cảm giác, Túc Vương Phi sở dĩ hướng bọn họ nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng, nhất định là nghe được tả du kỳ, tả du kỳ gấp đến độ không được, thấy Nam Cung thừa hạo không tin nàng, nàng lửa giận đùng đùng hướng Giang Thiên Ngữ bên kia vọt tới, nàng không tin, trước mặt người khác Giang Thiên Ngữ dám đối với mình làm cái gì, nàng chính là muốn vạch trần nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy có người bóp mình, cũng không thể nói chuyện, nhất định cùng Giang Thiên Ngữ có quan hệ nhất định cùng với nàng có quan hệ, nhìn xa xa một màn này Cẩm Vương khẽ nhíu mày, đối với mình Tam Hoàng huynh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chúng ta đi thôi. Nữ nhân kia điên bị điên điên, đi thôi. Giang Thiên ngữ cũng chuyển thân, không nhìn nữa hướng mình điên chạy tới tả Du Kỳ, nữ nhân này đầu óc thật không tốt lắm, có điều, nàng là muốn đi, nhưng là tả Du Kỳ nơi nào chịu bỏ qua nàng, nàng một bên chạy, một bên hướng về phía Giang Thiên ngữ kêu to, Giang Thiên ngữ ngươi yêu nữ này, ngươi đừng chạy, ngươi tiện nhân này, bởi vì nàng cái này một hô, tất cả mọi người dừng bước, chính là nam cung thừa hạo cũng dừng bước, một mặt kinh ngạc nhìn xem đột nhiên mắng chửi người tả du kỳ, mặc dù hắn trước kia biết nàng không quen nhìn gian thiên ngữ, lúc nào cũng nghĩ đến tính toán nàng, nhưng là, đây chẳng qua là sau lưng nha, cái này sao có thể làm lấy người mặt liền mắng như vậy đâu, như thế nào đi nữa. Giang Thiên Ngữ cũng là tiểu cửu nữ nhân, là nhiếp chính vương phi A. À cái này đầu óc không rõ ràng nữ nhân gian thiên ngữ ngươi đừng chạy ngươi cái này ngàn người cưỡi vạn người cái này thô tục nguyền rủa âm thanh lần nữa đem tất cả mọi người cho đã kinh sợ gian thiên ngữ cũng không nghĩ tới tả du kỳ sẽ như vậy mắng nàng nữ nhân này thật là điên rồi đi nàng không còn tránh đi quay người hướng tả du kỳ đi đến lúc đầu đã chuẩn bị rời đi cổ ưng quốc nhị hoàng tử bỗng nhiên lắc đầu than nhẹ một tiếng nam linh quốc nhất quốc chi mẫu thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a à một câu nói kia nháy mắt đem nam cung thừa hạo cho bừng tỉnh, hắn chạy lên trước, một bàn tay lắc tại tả du kỳ trên mặt, ngươi nói hô nói vượng thứ gì, ngươi có phải hay không thụ ma khí ảnh hưởng, biết mình đang nói cái gì không, tả du kỳ bị đánh qua sau trong mắt lóe lên một tia mê mang, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, trên mặt của nàng lại chịu một bàn tay, mà một tác này, là đột nhiên phía trên ngăn lại gian thiên ngữ, bước nhanh về phía trước cẩm vương đánh, một tác này không chỉ đem tả du kỳ đánh mộng, chính là nam cung thừa hạo cũng mộng lão ngủ ngươi chuyện gì xảy ra tả du kỳ vừa mới đúng là thiếu đánh nhưng là cái kia cũng không phải cẩm vương có thể đánh cẩm vương lui ra phía sau một bước tuyệt không hối hận cử động của mình lạnh lấy tiếng nói ta chỉ là giúp hoàng hậu nương nương phiến đi quấn quanh ở nàng ngủ quan bên trên tà linh khí tức vừa mới như vậy hẳn không phải là hoàng hậu nương nương nói ra là bị tà ma điều khiển ta Nam Linh Quốc Hoàng hậu làm sao có thể thô tục như vậy không chịu nổi. Nam Cung Thừa Hạo trong lúc nhất thời yên lặng, kỳ thật tả Du Kỳ bị đánh, hắn không đau lòng, chính là có chút thật mất mặt, nhưng phản bác hắn cũng nói không nên lời, bởi vì Giang Thiên Ngữ đang theo dõi hắn, dường như rất là chấn kinh, cũng dường như đang chờ thái độ của hắn, xoắn suýt một chút, hắn vẫn là lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, Túc Vương Phi, nàng vừa mới có thể là thật nhận thứ gì ảnh hưởng, đầu óc không tốt lắm, ngươi chớ cùng nàng để ý, Giang Thiên Ngữ có chút nhíu mày, được thôi. Ta nhìn nàng là thật đầu óc không rõ ràng, mang về nhìn cho thật kỹ nàng, tránh khỏi lại thụ tà linh ảnh hưởng, mình làm cái tự mình hại mình, tự mình hại mình cái gì, đến lúc đó quái đến trên đầu ta, ta liền thật nói không rõ, còn có, có bệnh sẽ phải trị, không tín nhiệm ta, cũng có thể tìm thần y thế gia người đến xem, nếu không, nàng lần sau còn như vậy mở miệng nói bẩn, đừng ta không có kế hoạch nàng liền một bàn tay bị túc vương chụp chết, được. Ta sẽ để cho đại phu cho nàng xem thật kỹ một chút. Nam cung thừa hạo thực sự là cảm thấy khó coi, trực tiếp để người kéo lấy tả du kỳ đi, quá mất mặt, thực sự là quá mất mặt, hắn không có có ý tốt lại lưu lại, cùng cẩn thiên vương cùng cẩm vương nói một tiếng, rất nhanh cũng đi, bọn hắn đi xa về sau, cẩm vương thấp giọng nói, tả du kỳ vừa mới đúng là có chút khác thường, dường như thật là bị ảnh hưởng gì. Giang thiên ngữ âm thanh lạnh lùng nói, thật bị ảnh hưởng gì, đó cũng là nàng có cái kia tâm, là ta không tốt, ta không nên để ngươi qua đây. Trẩm vương có chút tự trách, bị người mắng khó nghe như vậy, nàng hẳn là rất tức giận, rất bị khuất đi, giang thiên ngữ thản nhiên nói, với ngươi không quan hệ. Nữ nhân kia là khắp nơi muốn tìm tồn tại cảm. Sớm tối bị tự mình tìm đường chết, các ngươi đi làm việc mình sự tình đi, ta muốn đi tường không gian họa bên kia nhìn xem nói, nàng trực tiếp quay người đi. Nam Cung Cẩn Thiên là muốn cùng đi qua, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không có đi theo, có lẽ cùng cực kỳ, hắn cũng sẽ là bị chán ghét một cái kia. Cẩm Vương thì là lẳng lặng mà nhìn xem bóng lưng của nàng, rất lâu mà trầm mặt, thẳng đến nhìn thấy giả kiếm xuất hiện tại bên cạnh nàng, hắn lúc này mới quay người, cấp tốc rời đi. Nam Cung Cẩn Thiên gọi lớn ở nàng, ngũ đệ, ngươi muốn đi đâu? Cẩm Vương quay đầu nhìn hắn một cái, đi tân hoàng bên kia nhìn xem. Nam Cung Cẩn Thiên do dự một chút, cũng đi theo hắn cùng đi, tường không gian họa trước, bởi vì Giang Thiên Ngữ đến, người xung quanh có ăn ý thối lui một chút, không ai dám cản trở tầm mắt của nàng. Giang Thiên Ngữ cũng không thèm để ý thái độ của những người này, chỉ là nhanh chóng đánh giá trước mắt tường không gian họa, dưới cái nhìn của nàng, đây là một bộ rất xinh đẹp tranh phong cảnh, có hoa, có cây, có hồ, có phòng trúc, nhưng là, lại là không có nàng muốn tìm lục sắc không gian khóa, chương 437, thiên tiểu ngữ, ta tu luyện khả năng xảy ra chút vấn đề, không gian này bích họa bao lâu đổi một lần hình tượng. Giang thiên ngữ hỏi đến một bên giả kiếm, hôm nay bắt đầu là một canh giờ một đổi, càng đổi càng chân thực, hiện tại đã có thế có người đụng chạm lấy tường không gian họa bên trong đồ vật, từng. Vậy chúng ta chờ ở chỗ này một chút, vương phi, chúng ta có thể một canh giờ sau lại tới. Dạ kiếm cảm thấy bên này người vẫn là nhiều một chút, Giang Thiên Ngữ cảm thấy vừa đi vừa về đi có hơi phiền toái, thấy có người ở bên trái cỏ bình bên trên nghỉ ngơi nói chuyện phím, nàng liền cũng đi tới, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, nàng vừa ngồi xuống, liền có một cái niên kỹ mặc áo vải, hơi lớn tuổi lão giả đi tới, túc vương phi, ta có chút đứng mệt mỏi, có thể tại ngươi bên cạnh trên đồng cỏ ngồi một chút sao, giả dạ kiếm đang muốn đuổi người thời điểm, Giang Thiên Ngữ khoác tay áo, mảnh này mặt cỏ cũng không là của ta, lão nhân gia tùy tiện ngồi đi lão nhân cũng là tại nàng 3 mét địa phương xa, tùy tiện ngồi xuống. Hắn đầu tiên là lấy ra một cái ấm nước uống một hớp nước, rồi mới lên tiếng, nghe nói túc phương tại vạn tiễn thần mộ đào được một chút bảo vật, không biết lão hủ có phải là có thế đổi với ngươi vài thứ. Giang thiên ngữ nhìn hắn một cái, hơi có chút kỳ quái nói, lão nhân gia muốn đổi cái gì, ta muốn một tấm truyền tống phù. Đương nhiên, ta không có thành trì cùng ngươi trao đổi. Có điều, ta có thể cho ngươi đồng dạng vật phẩm nói hắn lấy ra một cái như lưu ly bảy màu xinh đẹp lượt đưa cho nàng đây là lão nhân cười giải thích đây là trường sinh chải là đồ tốt gian thiên ngữ càng là kỳ quái có thể khiến người ta trường sinh lượt như thế bảo bối đồ vật lấy ra trao đổi một tấm truyền tống phù đây không phải là lỗ lớn sao lão nhân nghe xong lại là nở nụ cười nó mặc dù gọi trường sinh chải đến cũng không phải thật có thể khiến người ta trường sinh bất tử chỉ là có thế có thế xuất tiến tốc sinh trưởng để người dù cho tuổi già cũng không rụng lông. Nữ tử hơn phân nửa là thích, nhưng ta không thích người khác đã dùng qua đồ vật, lần này đổi lão nhân sửng sốt, bảo vật như vậy, cho dù là có người dùng qua, cái kia cũng là đồ tốt, mà lại, ta cam đoan, thứ này lai lịch sạch sẽ, cũng không phải là kẻ trộm mộ từ trong mộ địa móc ra, Giang Thiên Ngữ do dự một chút, vẫn là đem lượt cầm tới, được thôi, ta cùng ngươi giao dịch. Nói, nàng đem một tấm truyền tống phù đưa cho lão nhân. Lão nhân thật sâu nhìn nàng một cái, không phải không vui sao, tại sao lại nguyện ý trao đổi rồi. Giang thiên ngữ bình tĩnh nói, ngài đều nói, thứ này lai lịch sạch sẽ, ta liền tin ngài một lần. Cái này lượt đưa nãy nãy ta không sai, nàng nhất định sẽ thích. Lão nhân cười, vậy ngươi thật đúng là cái hiếu thuận hài tử, lão nhân gia là nơi nào người a? À? Giang thiên ngữ cười, cười cười, tùy ý hỏi, lão nhân cười nhẹ lấy đứng dậy, năm đó đâu, ta cũng là nhóm đầu tiên tiến vào vạn tiễn thần mộ người, cùng bạch gia chủ xem như lão bằng hữu, không nghĩ tới nhiều năm qua đi, ta còn có thể nhìn thấy hắn hậu nhân. Ngươi tiểu nha đầu này có chút ý tứ, lão nhân gia không còn ngồi một chút rồi, không ngồi, lại ngồi xuống, muốn chọc người ghét, nói xong, lão nhân quay người rời đi, Giang Thiên Ngữ thì một mực nhìn lấy lão nhân bóng lưng xuất thần, rõ ràng hắn đi rất chậm, nhưng không biết vì cái gì, liền một lát sau, Lão nhân liền biến mất không thấy gì nữa, nàng ngước mắt nhìn xem dạ kiếm, thấp giọng nói, thấy rõ lão nhân hướng phương hướng nào rời đi sao, dạ kiếm lắc đầu, không có. Lão nhân kia ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nam Linh quốc hẳn không có dạng này người. Muốn đi điều tra thêm người kia sao, không cần. Hẳn là sẽ còn gặp mặt, vương phi, chủ tử có hay không nói muốn bế quan tới khi nào. Dạ kiếm mơ hồ có chút bận tâm theo vạn tiễn thần mộ sắp mở ra, đến đây tìm phiền toái người sẽ càng ngày càng nhiều, hắn, Giang Thiên Ngữ lời nói vẫn chưa nói xong, bên tai của nàng bỗng nhiên truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm, Thiên Tiểu Ngữ, quay đầu, Giang Thiên Ngữ lập tức quay đầu, nhìn về phía đám người chung quanh, chỉ là, đám người chung quanh rối bời, căn bản không nhìn thấy nam cung túc ảnh, khó đến, hắn là tại tu luyện thất nói chuyện với mình. Ngay tại nàng muốn chạy về tu luyện thất bên kia nhìn xem thời điểm, phía sau của nàng bỗng nhiên truyền đến một đạo khí tức quen thuộc, không chờ nàng xoay người, ngang hông của nàng đã nhiều một đôi đại thủ, nhìn đâu vậy, thanh âm ôm nhu tại Giang Thiên Ngữ bên tai vang lên, Giang Thiên Ngữ tâm khẽ rung, đợi nàng quay đầu lại, nhìn tiếng một đôi thâm tình trong mắt, nam ảnh ca ca, ngươi xem như kết thúc bế quan, Giang Thiên Ngữ thanh âm có chút kinh hỉ, cũng có chút nhỏ ủy khuất, nam cung túc ảnh nhẹ xoa nàng mềm mại bên trong thuận hoạt tóc dài, ôm nhu nói. Lo lắng rồi, có một chút, ngươi còn tốt chứ? Nàng từ trên xuống dưới dò xét hắn một chút, phát hiện hắn trạng thái như thường, cảm thấy yên tâm không ít, từng. Chính là có chút muốn ngươi, hắn cúi đầu, hôn một chút trán của nàng, trong mắt là tan không ra ôm nhu. Giang thiên ngữ lúc đầu cũng nghĩ nói, nàng cũng rất muốn hắn, thế nhưng là vừa muốn mở miệng lúc, nàng khóe mắt quét nhìn lại phát hiện bốn phía thật nhiều người đều đang nhìn bọn hắn, nàng lập tức thanh tĩnh, khắc chế tâm tình của mình nam cung túc ảnh bật cười trong ngực tiểu nha đầu cảm xúc vừa có phản ứng hắn rất nhanh liền minh bạch nha đầu này muốn cùng bắt đầu mình giữ một khoảng cách quả nhiên nhà hắn vương phi rất nhanh vặn bung ra hắn tay nam ảnh ca ca ngươi nhìn vạn tiễn thần mộ tường không gian họa khả năng chẳng mấy chốc sẽ mở ra chúng ta đều sợ ngươi bỏ lỡ thời gian nam cung túc ảnh hướng cách đó không xa tường không gian họa nhìn thoáng qua thản nhiên nói ta là tính xong thời gian chúng ta đi trước ăn cơm bên này chờ một lúc lại đến, nói, tay hắn duỗi ra, liền ôm ngồi trên đồng cỏ thiên tiểu ngữ bế lên. Giang Thiên ngữ thấy không ít người đều nhìn bọn hắn, cảm thấy có chút không được tự nhiên, vốn là muốn để Nam Ảnh ca ca đưa nàng buông ra, nhưng hết lần này tới lần khác tại nàng ngẩng đầu nháy mắt nhìn thấy đám người đằng sau chính nhìn nàng chằm chằm phù tâm, nàng cũng không biết mình chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên là chủ động ôm Nam Ảnh ca ca cổ, đem mặt vùi vào trong ngực của hắn. Nam cung túc ảnh tự nhiên là thật cao hứng thiên tiểu ngữ có thế dạng này ôm lấy mình, hắn kìm lòng không được câu môi dưới, sau đó ôm lấy thiên tiểu ngữ rời đi, đám người sau phù tâm thì nhanh chóng cúi đầu, chậm rãi trong đám người ẩn lui. An toàn phòng, Nam cung túc ảnh đem thiên tiểu ngữ buông xuống, sau đó đem dạ kiếm cùng dạ u kêu đến hỏi mấy câu, sau đó liền trực tiếp đóng lại an toàn cửa. Giang thiên ngữ có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, Nam ảnh ca ca, ngươi đóng cửa làm cái gì a? À? Nam Cung Túc ảnh đưa nàng kéo vào trong ngực, ôm nhu nói, chính là muốn ôm lấy ngươi, từng. Giang Thiên Ngữ có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, vừa mới ngươi không phải một đường ôm lấy ta trở về sao, không đủ, dứt lời, hắn cúi đầu hôn môi của nàng. Hồi lâu sau, Nam Cung Túc ảnh tại bên tai nàng hôn một chút, ôm nhu nói, Thiên Tiểu Ngữ, ta tu luyện khả năng xảy ra chút vấn đề. Giang Thiên Ngữ nghe được cái này, lập tức gấp, xảy ra vấn đề gì? Ta xem một chút. Chương 438, Túc Vương khác thường, nàng cầm hắn tay, nhanh chóng cho hắn bắt mạch, nam cung túc ảnh cũng không có ngăn cản nàng, mặc cho nàng cho mình bắt mạch. Sau một lát, Giang Thi Ngữ hai tay đặt tại trên trán của hắn, tại phát hiện trên trán của hắn khi thì băng lãnh, khi thì nóng bỏng vô cùng lúc, đầu nàng đau mà nhìn xem hắn, ngươi tu luyện thứ gì, tại sao có thể như vậy, hắn mạch tượng rất loạn, giống như là có thật nhiều của lực lượng tại va chạm, tại phân cao thấp, nhưng nàng thế mà không biết nên thế nào ứng đối nam ảnh ca ca hiện tại tình huống này không phải bệnh là tu luyện dị thường nhưng đối với tu luyện sự tình nàng cũng không hiểu nhiều a à. nam cung túc ảnh đưa tay nhẹ phẩy mặt của nàng trên mặt trong mắt tất cả đều là nụ cười ôn nhu ta lúc tu luyện đầy trong đầu đều là ngươi rất muốn cùng ngươi song tu gian thiên ngữ cả người đều sửng sốt vô cùng rất muốn song tu đây là cái tình huống như thế nào Thiên tiểu ngữ, ngươi có muốn hay không giúp ta một chút, sao? Giúp thế nào, ta dạy cho ngươi. Nói, hắn cầm nàng tay, đặt ở trái tim của hắn cùng loạn vị trí, chậm rãi di động tới, cũng là lúc này, giang thiên ngữ phát hiện trong thân thể của hắn giống như có một cổ lực lượng tại theo nàng tay di động mà di động, theo động tác của nàng, túc vương trong cơ thể va chạm lực lượng dường như đạt được một loại nào đó cân bằng, bắt đầu hướng tới bình tĩnh đợi nàng lại lấy tay thăm dò hắn cái trán nhiệt độ lúc, nàng phát hiện hắn trên trán nhiệt độ cũng bình thường, không còn lúc lạnh lúc nóng. Giang thiên ngữ có chút kỳ quái cảm giác lấy bị tay mình trưởng dẫn dắt lực lượng, hơn nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? À? Nam cung túc ảnh trầm mặt một hồi mới nói, thiên tiểu ngữ, ta cảm thấy, trên người ngươi nhất định có một cổ lực lượng thần bí, một cổ có thế trấn áp long huyết bạo động lực lượng, chỉ có điều, ngươi khả năng còn không quá sẽ sử dụng cổ lực lượng này. Giang thiên ngữ nghiêm túc nghe, kỳ thật, trước kia ngay từ đầu, nàng đụng chạm cũng là có thể để cho túc vương trong cơ thể long huyết bình tĩnh trở lại, cho nên hắn mỗi lần thú huyết chi độc phát làm thời điểm, đều sẽ tìm nàng, nhưng đến từ nàng giúp hắn giải trong thân thể độc tố, hắn hẳn là thật lâu không có phát tác quá, nhưng là bây giờ, nam ảnh ca ca, ngươi có phải hay không lúc tu luyện, trong cơ thể thú huyết khí tức lại phát tác rồi. Nam cung túc ảnh đưa tay đưa nàng vòng tiến trong ngực, cúi đầu tại gò má nàng bên trên hôn một cái mới nói: Ta có thử dung hợp thể nội long huyết kỳ thật ngay từ đầu rất thuận lợi, nhưng về sau giống như kém một chút cái gì. Khi đó nghĩ kết thúc bế quan, lại phát hiện trong cơ thể kinh huyền lực lượng bạo động đến kịch liệt. Khi tại sao không gọi ta sao? Ta một mực đang phía ngoài, trừ hôm nay, nàng kỳ thật phần lớn thời gian đều tại ngoài phòng tu luyện, tại linh y quán nàng kỳ thật liền nghĩ hắn tu luyện kết thúc ra tới thứ liếc mắt liền thấy mình thế nhưng là lần này hắn lại bế quan lâu như vậy nam cung túc ảnh vừa cười vừa nói khi đó gọi ngươi ta sợ sẽ trực tiếp đưa ngươi bổ nhào ngươi đến lúc đó khả năng một hai tháng không xuống giường được hắn không có cụ thể hình dung có trời mới biết lúc ấy trong cơ thể thú huyết khí tức bạo động lúc hắn đến cùng có bao nhiêu khắc chế mới có thể làm cho mình không có mở ra cửa phòng tu luyện lúc ấy hắn cũng chỉ có một suy nghĩ muốn thiên tiểu ngữ, cũng chỉ muốn đi ra ngoài tìm nàng, sau đó bất kể hết thảy để thiên tiểu ngữ đến làm dịu mình tất cả khó chịu, hắn trong tiềm thức biết, thiên tiểu ngữ có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại, có thể mang đến cho mình cực hạn vui thích, như thế cùng nhiệt suy nghĩ kỳ thật đem hắn chính mình cũng hù đến, cho nên, hắn nhịn thật lâu, thật lâu, cũng cùng mình đối kháng cực kỳ lâu, nam ảnh ca ca, ngươi. Ngươi bây giờ còn khó chịu hơn sao? Giang thiên ngữ có chút tự trách, Nàng kỳ thật có thể thay hắn chia sẻ. Nam Cung Túc ảnh đưa nàng mặt hướng mình, bưng lấy mặt của nàng, nhẹ nhàng tại môi nàng in lên một hôn, lúc này mới vừa cười vừa nói, tất cả khó chịu, ông lấy ngươi liền tốt, Thiên tiểu ngữ, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì liền ngươi có thể bình phục trong cơ thể ta thú huyết khí tức bạo động. Giang Thiên ngữ khẽ giật mình, gần như là không chút suy nghĩ nói, bởi vì khối kia ngọc, bởi vì nàng nguyệt nha hình hắc ngọc là bởi vì hắn kia âm thanh tạ ơn mà kích hoạt cho nên, giữa bọn hắn mới có dạng này ràng buộc, nàng vẫn luôn là cho rằng như vậy. Nam cung túc ảnh đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của nàng, ôm nhu nói, có lẽ, cũng không nhất định là bởi vì khối kia ngọc, kia là bởi vì cái gì. Giang thiên ngữ mặt lộ vẻ nghi hoặc, trừ cái này, khó đến còn có khác giải thích, Nam cung túc ảnh do dự một hồi mới nói, thiên tiểu ngữ, ngươi có biết hay không, năm đó vì cái gì ta mẫu phi muốn cho ta phục dụng long huyết, Giang thiên ngữ liền giật mình, ngươi không phải nói qua, là bởi vì nàng muốn để ngươi có được chân long máu, có được tốt thể chất, cường đại thiên phú." Nam cung Túc Ảnh gật gật đầu, ngay từ đầu ta cũng là cho rằng như thế, nhưng ngươi còn nhớ rõ thần đạo các thất trưởng lão sao, nói trong máu của ta có được chân long máu, còn nói cha ta hẳn là long thần hậu duệ. Nếu như ta cha thật là long thần hậu duệ, kia còn cần đến phục dụng long huyết sao?" Giang Thiên ngữ nghe được cái này đều có chút hồ đồ, không phải ngươi phục kia long huyết thay đổi huyết mạch, mới có thể là long thần hậu duệ sao? Nam Cung Túc Ảnh thấp giọng nói, trước kia ta cũng là cho rằng như thế, nhưng lần này tại lúc tu luyện, ta từ hệ thống cùng một chút trên tư liệu hiểu rõ đến một chút sự tình, thay đổi huyết mạch, không có khả năng quan phục một bát long huyết liền có thể thay đổi. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Giang Thiên Ngữ trầm mặt, hơn nửa ngày mới cắn môi nói, thân thế của ngươi có gì đó quái lạ không phải ngươi mẫu phi lừa gạt ngươi chính là ngươi phụ hoàng lừa gạt ngươi nếu không nữa thì chính là bọn hắn đều lừa gạt ngươi thế nhưng là từ nàng hiện tại xem ra nàng cảm thấy nam ảnh ca ca phụ hoàng đối với hắn kỳ thật rất tốt so với nam cung thừa hạo cùng nam cung cẩn thiên còn có cẩm vương bọn hắn phải tốt hơn nhiều cha con bọn họ ở giữa bí mật chung đụng được cũng tốt nói đến nàng thật không hy vọng là hắn phụ hoàng giấu giếm cái gì hoặc là lừa gạt hắn cái gì nam ảnh ca ca ngươi. Nếu không ta đi tìm cẩm vương muốn nhỏ máu, đến nghiệm chứng một chút các ngươi có phải hay không thân huynh đệ, nam cung túc ảnh cười sờ sờ đầu của nàng, đã từng hoàng hậu hoài nghi ta không phải phụ hoàng ta hài tử, đã để ta cùng phụ hoàng ta nhỏ máu nhận thân quá một lần, nhỏ máu nhận thân phương thức thật chứng minh, ta là phụ hoàng ta hài tử, kia. Khi ngươi ý nghĩ là cái gì, có lẽ còn là có người giấu giếm cái gì đi, ngươi hẳn là có cái gì suy đoán đi, còn có, ngươi là nhìn tư liệu gì a à? ta mua một bản long tộc bí sử cũng mua một bản long tộc tu luyện bí tịch những ngày này xuống tới ta long tộc phương pháp tu luyện tiến triển rất thuận lợi sao ta tu luyện kinh huyền khí tức thực sự nhanh hơn nhiều thuận lợi được nhiều bởi vì thuận lợi phải có chút khác thường cho nên ta ta sử dụng một lần thiên đạo lục soát khí giang thiên ngữ lăng lăng nhìn xem hắn thiên đạo lục soát khí tìm kiếm được đáp án hẳn là thật sao khó trách nam ảnh ca ca đột nhiên nói lên mình có quan hệ hắn phụ hoàng cùng mẫu phi sự tình. Chương 439, cải trang tiến vào vạn tiễn thần mộ người xa lạ, thiên tiểu ngữ, người biết không, coi ta tu luyện long tộc công pháp về sau, trái lại lại tu luyện kinh huyền lực lượng, lại có chút bài xích, trong cơ thể ta long huyết khí tức lúc này liền bắt đầu bạo động. Nam cung túc ảnh tiếp tục nói, chỉ là, lần này sắc mặt của hắn có một ít chút biến hóa, so trước đó lạnh hơn chút bài xích rồi. Giang Thiên Ngữ có chút ngoài ý muốn, cho nên hắn mới có thể bế quan lâu như vậy sao, đúng. Thiên đạo lục soát khí tìm tòi ra đến nội dung là, loại này bài xích lớn nhất khả năng thế mà là nguyền rủa. Giang Thiên Ngữ trầm mặt, nam ảnh ca ca đồ quân dụng dùng long huyết là lúc còn rất nhỏ, nếu thật là nguyền rủa, như vậy lúc nhỏ, ai sẽ nguyền rủa hắn, hắn phụ hoàng cùng mẫu phi có biết tình, không, còn có một người, ngay lúc đó thái hậu cũng chính là bây giờ ngọc thanh sư thái nam ảnh ca ca ngươi phía trước là không phải còn muốn nói điều gì nếu như không phải là bởi vì khối kia ngọc nguyên nhân ta vì sao có thế lắng lại trong cơ thể ngươi bạo động long huyết khí tức nam cung túc ảnh cầm nàng tay một hồi lâu đều không nói gì nam ảnh ca ca ngươi nói chuyện nha giang thiên ngữ nhịn không được thúc giục nói nam cung túc ảnh trấn an đập vỗ tay của nàng thiên đạo lục soát khí bên trên nội dung biểu hiện nếu như ta thật là bị nguyền rủa có hai đủ loại tình huống, có người có thể tùy tiện vuốt lên nguyền rủa lực lượng, lắng lại chú sát khí tức bạo động, là cái gì? Giang thiên ngữ tâm đột nhiên nhấc lên, không hiểu có chút khẩn trương, một, đối phương là thi chú người. Nhưng điểm này có thể trực tiếp bài trừ, ngươi gặp ngươi lúc, ngươi còn như vậy nhỏ, ngươi hết thảy ta đều hiểu rất rõ, rất quen thuộc, cho nên điểm này có thể bài trừ, loại tình huống thứ hai là, ngôn linh người huyết mạch xuất hiện trên đời này chỉ có một loại người sẽ không bị nguyền rủa đó chính là có được ngôn linh người huyết mạch người giang thiên ngữ giật mình nhìn xem hắn có được ngôn linh người huyết mạch người ý của ngươi là ta là ngôn linh người hậu đại nam cung túc ảnh gật gật đầu hẳn là trừ cái này ta nghĩ không ra cái gì khác thiên tiểu ngữ có thế khắc chế trong cơ thể hắn thú huyết khí tức điểm này hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc liền biết mặc dù khi đó hắn cũng không biết là nguyên nhân gì Thế nhưng là, mỗi lần chỉ cần Thiên Tiểu Ngữ tại bên cạnh mình, hắn rất nhanh liền sẽ bình tĩnh trở lại, dù là không uống thuốc, dù là Thiên Tiểu Ngữ không làm gì, chỉ cần nàng để cho mình ôm một cái liền tốt, thậm chí, ngay từ đầu, tại hắn bởi vì thú huyết khí tức mê thất thần trí thời điểm, chỉ cần nghĩ đến nàng, hắn cũng sẽ không hiểu sinh ra khắc chế huyết thú khí tức lực lượng. Giang Thiên Ngữ cúi đầu suy nghĩ kỹ thật lâu, sau đó có chút đắng buồn bực mà nói, nếu như theo ngươi nói như vậy, đó có phải hay không nói khối kia nguyệt nha hình chính là ngôn linh ngọc ta bởi vì đạt được ngôn linh ngọc cho nên ủng đặc thù huyết mạch chi lực kỳ thật vẫn là bởi vì khối kia ngọc nguyên nhân nam cung túc ảnh nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng huyết mạch chi lực sẽ không bởi vì ngôn linh ngọc chọn chủ nhân mà thay đổi ta nói ngôn linh người huyết mạch hẳn là chỉ là ngôn linh người một mạch mạch này người dù là không có ngôn linh ngọc cũng sẽ có được ngôn linh năng lực tốt a à, ta mặc kệ Giang Thiên Ngữ đã không nghĩ quản những cái này, nhưng kỳ thật, trong lòng của nàng nhưng thật ra là có chút tin tưởng lời hắn nói, bởi vì lúc trước xuyên qua trước đó, nàng chính là cầm khối kia hắc ngọc lên máy bay, nghĩ theo gia gia nói, đem ngọc tán nhập sông băng chi địa, khối kia ngọc, nàng lúc còn rất nhỏ liền gặp quá, gia gia nói, kia là một khối nguyền rũ chi ngọc, là không rõ chi ngọc, nhưng là hiện tại, từ bên người nàng phát sinh một hệ liệt sự tình đến xem, trong tay nàng căn bản không phải cái gì nguyền rủa chi ngọc, mà là ngôn linh ngọc, thiên tiểu ngữ, ta cho ngươi biết điểm này, nhưng thật ra là lo lắng tương lai sẽ có người kiểm tra thực hư huyết mạch của ngươi, phát hiện vấn đề, tựa như trước đó thần đạo các thất trưởng lão, có thể phát hiện huyết mạch của ta đồng dạng, tùy tiện phát hiện huyết mạch của ngươi, cho nên, về sau không nên tùy tiện để người lấy bất luận cái gì phương thức kiểm tra thực hư huyết mạch của ngươi. Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc nhắc nhở. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, biết. Ta sẽ chú ý, chuyện tương lai, đi một bước nhìn một bước đi, trước đó, nàng hoàn toàn nghĩ không ra mình sẽ cuốn vào có quan hệ ngôn linh ngọc bí mật to lớn ở trong. Hai người tại an toàn phòng nói chuyện một hồi về sau, Giang Thiên Ngữ lại kéo qua túc phương tay, cho hắn đem cái mạch, tại xác định hắn mạch tượng lại khôi phục bình thường lúc, nàng rồi mới lên tiếng, ta muốn đi tường không gian hỏa bên kia, ta còn có việc muốn làm đâu, chờ muộn một chút chúng ta cùng đi giang thiên ngữ tính toán một chút thời gian sau đó nhẹ gật đầu vậy ta chờ người bên kia ít một chút lại đi qua đúng lúc này cẩm vương đi tới hắn không nhìn túc vương phi mà là trực tiếp đối túc vương nói ra tiểu cửu ta có việc nói cho ngươi vậy các ngươi trò chuyện đi giang thiên ngữ nhìn cẩm vương một chút quay người rời đi an toàn phòng nam cung túc ảnh hơi hơi nhíu mày nhưng vẫn là để thiên tiểu ngữ rời đi trước cẩm vương biết tiểu cửu không yên lòng hắn vương phi cho nên nhanh chóng nói ra tại ngươi xuất quan trước đông nguyên quốc hoàng đế đông văn đế đóng vai thành một cái bình thường lão nhân tiếp cận nàng cho nàng một cái trường sinh chải hắn không có chỉ rõ nàng là ai nhưng nam cung túc ảnh lại rất rõ ràng cẩm vương nói là thiên tiểu ngữ hắn mắt sắc lạnh xuống trầm giọng nói xác định là đông nguyên quốc hoàng đế đông văn đế là hắn ngay từ đầu không xác định nhưng vừa mới ta để người xác định quá trừ cái đó ra ta nhận được tin tức không chỉ đông văn đế tiếng vạn tiễn thần mộ chính là thiên tuyết quốc hoàng đế cổ ưng quốc hoàng đế cũng đều cải trang cách ăn mặc lẫn vào vạn tiễn thần mộ nam cung túc ảnh lần nữa nhíu mày những người này cũng phải tiếng bích họa không gian thông đạo sao cái này đến là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn đông nguyên quốc thái tử chưa kế vị khó đến đông nguyên quốc không cần có người giám quốc sao còn có thiên tuyết quốc cùng cổ ưng quốc cũng là như thế cẩm vương nhìn xem hắn tiểu cửu do dự chỉ chốc lát sau đó thấp giọng nói tiểu cửu ta có câu nói muốn nói với ngươi nói hắn hướng an toàn trong phòng đi vào một chút nam cung túc ảnh cũng đi vào đóng cửa lại cẩm vương giảm thấp thanh âm nói tiểu cửu ngươi nói có khả năng hay không phụ hoàng là cùng cái này tam quốc hoàng đế đạt thành một loại hiệp nghị nào đó hoặc là năm đó bọn hắn tiến vào vạn tiễn thần mộ còn có cái gì hiệp định cho nên bọn hắn đều muốn nhập bích họa không gian Nam Cung Túc ảnh như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn, ngươi ý nghĩ đâu, Cẩm Vương trầm mặt một hồi mới nói, mặc dù có chút đại nghịch bất đạo, nhưng ta đúng là nghĩ như vậy, Phụ Hoàng sớm thoái vị, khó đến không phải nghĩ càng không ràng buộc tiến vào vạn tiễn thần mộ bích họa không gian sao, mà lại, Phụ Hoàng hẳn là đã sớm biết vạn tiễn thần mộ bích họa không gian sẽ trong khoảng thời gian này mở ra, còn có một điểm, trừ Phụ Hoàng cùng Tam Quốc Hoàng đế cải trang mà đến, Thanh Sơn tự người bên kia cũng tới. Ta người một canh giờ trước nhìn thấy, cũng là cải trang qua, trừ bọn hắn, còn có một số xa lạ người cải trang qua đi lẫn vào vạn tiễn thần mộ trong Cấm quân. Chương 440, nữ nhân của ta, cần ngươi cùng ta cùng một chỗ thủ hộ, tiểu cửu, hôm nay ta đối với ngươi nói những cái này, nhưng thật ra là hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, cũng có thể tin tưởng Tam hoàng huynh. Tại đối ngoại tình huống dưới, chúng ta là có thể tin, mà lại ta tin tưởng hiện tại tam hoàng huynh đã không có đối phó tâm tư của ngươi, cũng không có muốn tranh đoạt hoàng vị tâm tư, còn có, có quan hệ túc vương phi là bạch gia hậu nhân sự tình, kỳ thật ta cũng muốn nói với ngươi, kỳ thật, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ thủ hộ nàng, cẩm vương ngữ khí rất thành thẩn, có mấy lời, hắn kỳ thật rất sớm đã nghĩ thẳng thắn cùng tiểu cửu nói chuyện, nam cung túc ảnh khẽ nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có nộ khí xông đầu mà qua, nữ nhân của ta, Cần ngươi cùng ta cùng một chỗ thủ hộ." Cẩm Vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Ta không phải ý tứ kia. Ta chỉ là muốn nói với ngươi, nếu như các ngươi gặp được phiền phức, có thể tin tưởng ta cùng Tam Hoàng huynh, ta đối Ngôn Linh Ngọc không có ý đồ." Nói xong, Cẩm Vương có chút bất đắc dĩ, có chút thương cảm, hắn kỳ thật nhất muốn nói là câu nói sau cùng, hắn đối Ngôn Linh Ngọc thật không có có ý đồ gì, hắn sợ dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì gần đây thu được không ít tin tức có bao nhiêu phe thế lực phải thừa dịp lấy vạn tiễn thần mộ tường không gian họa mở ra thời điểm đối phó Túc Vương Phi. Hắn biết tiểu cửu rất mạnh, tiểu cửu bên người có thể sử dụng người cũng không ít, thế nhưng là, tiểu cửu cũng không có khả năng lúc nào cũng nhìn chầm chầm nha đầu kia, bảo hộ lấy nha đầu kia, luôn có lực chỗ không kịp thời điểm. Dưới loại tình huống này, hắn hy vọng tiểu cửu có thế buông xuống phòng bị, tin tưởng hắn, hắn cũng sẽ đã hết lực, thủ hộ hắn nghĩ bảo vệ, được rồi, ngươi ý tứ ta minh bạch có điều, ta cũng phải nói cho ngươi một điểm, làm tốt ngươi phần bên trong sự tình. Không nên nghĩ, đừng nghĩ, nói xong, Nam Cung Túc ảnh mở ra an toàn phòng cửa, trực tiếp rời đi, Cẩm Vương nhìn xem bóng lưng của hắn khẽ thở dài một hơi, nếu như mà có, nói ra, trong lòng của hắn cũng dễ chịu nhiều. Một bên khác, Giang Thiên Ngữ đang đứng tại một chỗ lều vải phía sau, mặt lạnh nhìn xem ngăn lại mình phù tâm, phù tâm nhìn xem nàng lạnh lùng bộ dáng, tự dễu nở nụ cười, ngươi liền thật không muốn biết ngày đó khách sạn sau đó, ta cùng cẩn thiên vương thế nào sao? Giang thiên ngữ nhíu mày, ngươi cùng hắn thế nào, cùng ta có quan hệ sao? Phù tâm thu liễm nụ cười, mặt lạnh nhìn xem hắn, bái ngươi ban tặng, hắn bỏ ta, cũng đem ta giam giữ. Ngươi có phải hay không muốn nói, đã giam giữ, ta như thế nào lại xuất hiện ở đây? Giang thiên ngữ vẫn không nói gì, phù tâm lại tự động nói tiếp, ta xuất hiện ở đây, tự nhiên là ta trốn tới. Ngươi biết, ta trốn tới về sau, Nam Cung Cẩn Thiên làm cái gì sao? Hắn thế mà phái người theo đuổi giết ta. A, à, hắn thế mà phái người theo đuổi giết ta. Ngươi nói hắn có phải là rất tuyệt tình? đều nói một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, chúng ta tốt xấu cũng du quá, hắn thế mà một điểm thể diện đều không niệm. Túc Vương Phi, ngươi biết đây là tại sao không? Giang Thiên Ngữ trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, ta không quan tâm chuyện của các ngươi, ta càng muốn biết là ai thả ngươi không đúng kỳ thật ai thả ngươi cũng không trọng yếu ngươi không phải thánh nữ sao cẩn thiên vương muốn giết ngươi cái kia có thể cứu ngươi tự nhiên là phía sau ngươi người kia phù tâm khẽ giật mình thần sắc khẽ biến ngươi quả nhiên biết thân phận của ta rất hiếm là sao ngươi cũng không cần cùng ta ở đây nói nhảm lâu như vậy ngươi liền trực tiếp nói ngươi đem người dẫn ra ngăn đón ta mục đích chủ yếu là cái gì phù tâm cắn răng nói ta muốn cùng ngươi giao dịch Ta cần một cái nhẫn chứa đồ. Ta không có thành trì cùng ngươi trao đổi, nhưng có thể dùng bí mật cùng ngươi giao dịch, Giang Thiên ngữ nghe được đây cũng là cười, ta đối bí mật của ngươi căn bản không quan tâm, cũng không muốn biết, không, ngươi nhất định muốn biết. Cửa này tại Bạch gia, liên quan tới Ngôn Linh Ngọc, còn có, liên quan tới chính ngươi. Ngươi xác định không nghe một chút nhìn, Phù Tâm lần nữa ngăn lại muốn đi Túc Vương phi, nhanh chóng nói, Giang Thiên ngữ nhìn quanh bốn phía một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói đi, ta nghe, ta nói có thể, ngươi trước tiên cần phải đáp ứng cùng ta giao dịch. Giang thiên ngữ như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng, nếu như ngươi nói với ta mà nói cũng không trọng yếu, ta vì sao muốn dùng những chứa đồ cùng ngươi giao dịch, ta trước tiên có thể nói với ngươi một số việc, lúc trước dùng trường sinh chảy cùng ngươi giao dịch lão nhân, kỳ thật cũng không phải là người bình thường, kia là đông nguyên quốc hoàng đế đông văn đế, hắn tiếp cận ngươi, trừ cùng ngươi giao dịch, còn có một cái mục đích, đó chính là muốn xác định trên người ngươi phải chăng có ngôn linh ngọc giang thiên ngữ liền giật mình lão nhân kia là đông văn đế phù tâm cười cười cũng không phải có điều ngươi cũng thật đúng là dễ nói chuyện tùy tiện một người tới gần ngươi ngươi vẫn thật là nói với người ta nói thật cho ngươi biết bởi vì hắn tới gần đông văn đế bên kia đạt được một cái tin tức đáng tin trên người ngươi đích thật là có ngôn linh ngọc giang thiên ngữ khẽ giật mình ta có ngôn linh ngọc cái này sự tình ta cũng không biết hắn liền cùng ta nói hai câu liền xác định rồi không phải đâu lão đầu kia cũng không có làm cái gì nha hắn làm sao nhất định trên người nàng có ngôn linh ngọc hóa ra nàng lúc trước không có để giả dạ kiếm đem người đuổi đi ngược lại là sai là nàng quá bất cẩn sao nghe nói đông văn đế năm đó từ vạn tiễn thần mộ đạt được cái gì đặc thù phát bảo khả năng phân rõ ngôn linh ngọc khí tức cụ thể ta không hiểu nhiều nhưng là có thể khẳng định là ngươi nhất định là tiếp xúc qua ngôn linh ngọc rất nhanh liền sẽ có người đối phó ngươi. Còn có, trừ Đông Văn Đế đến vạn tiễn thần mộ, cái khác vài quốc gia hoàng đế kỳ thật đều đến, ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi có hay không có thể đáp ứng cùng ta giao dịch rồi. Phù tâm nói đến đây cố ý nhìn Giang Thiên Ngữ một chút, phát hiện nàng ngay tại suy nghĩ, không khỏi cười, nàng liền biết, nàng nhất định sẽ đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, ngươi hãy nói một chút nhìn, chuyên này dạng liền gạt ta một cái nhẫn chứa đồ, đúng là có chút không tử tế phù tâm cắn răng nói, còn có một tin tức, chính là, chờ tường không gian họa mở ra về sau, tả tướng bên này sẽ cùng Tân Hoàng cùng một chỗ làm sập không gian thông đạo, thậm chí là phong ấn không gian thông đạo, để các ngươi tiến vào thông đạo người cũng không còn cách nào quay trở lại lần nữa, cho nên, ngươi lần này không tiến vào tường không gian họa bên trong. Giang Thiên Ngữ vừa cười vừa nói, nàng thế nhưng là không nghĩ tới. Cái này phù tâm thế mà thật đúng là đang cùng nàng vạch trần những cái này che giấu không nha, ta đương nhiên là muốn cùng một chỗ tiến vào, đương nhiên, không phải cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào. Giang thiên ngữ hơi hiếp mắt lại, rất nhanh minh bạch dụng ý của nàng. Phù tâm cũng là nghĩ tiến vào không gian thông đạo, vậy bây giờ tới gần nàng tả tướng cùng tân hoàng muốn phong bế thông đạo, cái này cũng không tính là thuần túy cáo bí, mà là muốn để nàng giải quyết chuyện này. Dạng này, bọn hắn những cái này cùng nhau rời đi người, về sau mới có cơ hội trở về, còn có khác bí mật muốn nói sao? Phù Tâm ánh mắt nhìn trên tay nàng chiếc nhẫn, trầm giọng nói, tiếp xuống ta muốn nói, là một chút cùng ngươi có liên quan. Cho nên, ngươi trước đem nhẫn chứa đồ cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, trước nói xong, ta suy nghĩ một chút. Ngươi nếu là không muốn nói, liền đi đi thôi. Ta cũng không phải nhất định phải nghe. Phù Tâm lập tức gấp, nàng đều đã chủ động báo cho nhiều như vậy, thế nhưng là Giang Thi Ngữ giống như không có phản ứng gì, nàng cũng không tức giận sao? nàng cũng không có gấp cáp sao, nàng đều không lo lắng tả tướng trong bóng tối đối phó bọn hắn sao.